Tên Lưu Mai này, nếu không phải cánh cửa bí mật tới biên giới sắp đóng lại, làm lỡ giờ tôi đi gặp Thần Vương Bắc Cương, thì hôm nay tôi nhất định sẽ lột ra anh. Gặp tôi có việc gì, vô liêm sỉ, anh dám giả mạo cả Thần Vương Bắc Cương, chờ tôi gặp được Thần Vương, chắc chắn sẽ bảo anh ấy diệt cửu tộc nhà anh. Thần Vương Bắc Cương, mọi người đều nói cậu vô địch thiên hạ, không ai so được, hôm nay tôi phải thử một phen mới được, thích nhảy nhót như vậy. Để tôi tác thành cho anh. Tôi vất vả tu luyện 10 năm võ đạo, hôm nay nhất định sẽ khiến cậu phải trở thành vong hồn dưới đao của tôi. Ồn ào. Chiến thần Hoa Quốc, Mộ Bạch, bái kiến sư phụ, người giàu nhất Hoa Quốc, vạn triệu, bái kiến thần vương. Đây là thẻ đen vinh diệu, xin thần vương nhận lấy. Quyền tướng Hoa Quốc, phụ quyền, đặc biệt tới dân lệnh bài điều binh, nên đón thần vương ra trận. Tiểu Bạch, trước khi ông già qua đời đã nói gì? Cựu thần vương đã định hôn ước cho anh và con gái cả của Lâm Thị, chờ đính hôn xong sẽ giúp Lâm Thị đi lên đỉnh cao. Cựu thần vương nói, đây là di nguyện của ông ấy là bạn thân niên với ông Lâm. Nếu đã là di nguyện của ông ấy, vậy tôi sẽ làm theo. Năm đó Nghiên Nhi đã từng cứu tôi ở nhà họ, tôi đã hứa cho cô ấy vinh hoa cả đời. Xuống núi, tới Lâm Thị. Ngày mai là tiệc mừng thọ của bố vợ, nghe nói ngoài biên giới có rất nhiều bảo vật, vốn định xem thử có lấy được gì làm quà mừng không, ai ngờ lại đóng cửa rồi. Tội phạm truy nã trên bảng của Hoa Quốc, Sakuraji. Nghe nói tiền thưởng truy nã là 10 triệu tệ đó, có quà mừng cho bố vợ rồi. Chúc mừng, chúc mừng. Lâu rồi không gặp. Em dâu, đây là bình sứ Giang Nam, mong em hai sẽ thích nó. Gần đây em càng ngày càng xinh rồi. Em dâu, em cầm món quà rẻ mạt thế này tới làm mất mặt người khác, vậy cũng xứng tham gia tiệc mừng thọ sao? Người đâu, đuổi hai mẹ con họ ra ngoài cho tôi. Nhà cháu là chi trưởng của nhà họ Lâm, sao mọi người có thể đuổi chúng cháu đi được? Cô còn dám nói hả? Năm đó nếu không phải vì cô cứu thằng con trai của nhà họ Chiến, Lâm Thị có bị Chiến Thị chèn ép tới mức lụn bại như bây giờ không? Vì bù đắp lỗi lầm Nghiên Nhi đã phạm phải, không phải chúng tôi đã nhường lại vị trí gia chủ cho nhà mấy người rồi đó sao? Đừng cười, nhà chúng tôi lấy được vị trí gia chủ nhờ thực lực, còn cần mấy người nhường chắc? Nếu không phải nhà họ Mộc nhúng tay vào việc nội bộ của Lâm Thị, sao mấy người có thể ngồi lên vị trí gia chủ được? Vậy thì sao? Nhà họ Mộc là gia tộc số 1 số 2 ở Hoa Quốc, chồng của Thanh Uyển là tổng giám đốc tập đoàn Mộc Thị, em chồng Mộc Nguyệt còn là tướng quân của Hoa Quốc. Nhà mấy người thì có gì chứ? À đúng rồi, năm đó Nghiên Nhi được Chiến lão chọn làm vợ cho tên phế vật Chiến Thiên Thần, nên nhà mấy người có một tên phế vật đó. Mấy người đừng hiếp người quá đáng. Chị dâu, một là chị tìm một người con rể có thực lực tới chèn ép chúng tôi đi, không thì ngoan ngoãn mà nhịn cho tôi. Mẹ, họ hết cơ hội rồi, vì Chiến Thiên Thần không chỉ là tên phế vật, còn hại chết Chiến lão, bị đuổi ra khỏi nhà họ Chiến, mất liên lạc suốt 3 năm, chắc là anh ta đã chết mấy đời rồi. Ai nói tôi chết vậy? Chiến Thiên Thần, vậy mà cậu chưa chết, cho dù chưa chết cũng chỉ là một tên phế vật không có gì trong tay, lấy gì để giúp chi trưởng đối phó với nhà chú hai được Mộc Thị bảo kê đây? Chị họ này, mấy người định để tên ăn hại này chèn ép nhà chúng tôi sao? Ha ha ha, Lâm Yên là đệ nhất mỹ nhân Hoa Quốc, vậy mà lại gả cho tên phế vật. Đúng là xấu hổ mà. Anh Thiên Thần, anh vẫn còn sống. Nghiên Nhi, anh về cưới em rồi đây. Nghiên Nhi, cậu ta không có thân phận, cũng không có địa vị, mẹ sẽ không đồng ý đâu. Đừng. Vậy ý của bà là chỉ cần tôi có thân phận, địa vị, bà sẽ đồng ý để Nghiên Nhi gả cho tôi đúng không? Đúng. Cậu có không? Tất nhiên. Quyền lực địa vị của tôi không ai có thể bì nổi. Chị dâu, thằng con rể vô dụng của chị không phải mắc chứng cuồng loạn đó chứ? Chiến Thiên Thần, cậu im mồm cho tôi. Anh Thiên Thần, ở đây toàn là những nhân vật có máu mặt, anh đừng nói dối nữa. Con rể, cuối cùng con cũng tới rồi. Con vừa giết tội phạm truy nã Sakuraji, đây là tiền thưởng 10 triệu tệ, đặc biệt đem tới mừng thọ bố. Con rể, con giết được tội phạm, chắc chắn sẽ được Chiến Thần Mộ Bạch coi trọng, tới lúc đó nhà chúng ta sẽ càng phất hơn nữa. Sakuraji xếp thứ nhất trong bảng truy nã, bao năm nay số người đi bắt hắn ta đều phải bỏ mạng. Con rể ngoan, con lại giúp nhà chúng ta nở mày nở mặt rồi. Không ngờ người mình tiện tay giết còn có thể dùng để ra oai tranh công. Sakuraji, không phải do cậu ta giết. Chiến Thiên Thần, anh có ý gì? Không phải tôi giết, chẳng lẽ là anh giết sao? Chiến Thiên Thần, bản thân anh vô dụng, còn dám nghi ngờ chồng tôi, đúng là khiến người khác ghê tởm. Thiên Thần, người chồng mà em muốn có thể không quyền không thế, nhưng không thể ghen ghét đố kỵ, nói dối quen thân. Thiên Thần, anh khiến em thất vọng quá rồi. Đây là tiền thưởng tôi nhận được sau khi giết Sakuraji, trợ lý của Chiến Thần Mộ Bạch là anh Đồng Hà đã đích thân kiểm định. Huy chương của Chiến Thần Mộ Bạch, Mộc Dương chỉ nhận vừa thôi, tôi không hề nói dối. Tên phế vật Chiến Thiên Thần chắc chắn không biết cao thủ giết Sakuraji là ai. Nhận vừa ư? Nhận vừa của ai? Của anh à? Không sai. Chiến Thiên Thần, anh đúng là không biết điều. Tôi sẽ mời trợ lý của Chiến Thần Mộ Bạch tới đây. Đến lúc phải cầu xin, anh đừng có đái ra quần, rồi Lâm Yên lại phải chùi đít cho anh. Cậu, mình đã đâm vài nhát vào người Sakuraji nên mới khiến Đồng Hà tin tưởng. Chiến Thiên Thần, đi chết đi. Chị họ,
chị ngưỡng mộ tôi có một người chồng tốt, chồng trước cưới của chị cũng ghen ghét với chồng tôi. Hai người đúng là xứng đôi, chi chửi chúng tôi tuyệt đối sẽ không chọn một tên phế vật chỉ biết nói khoác làm con rể. Chiến thiên thần tự làm tự chịu, không liên quan tới Nghiên Nhi nhà tôi là thật hay giả. Tới khi giám định sẽ rõ thôi. Thiên thần, đủ rồi, anh có biết anh sắp phải đối mặt với điều gì không? Đồng Hà là trợ lý của chiến thần. Anh có biết sư phụ của chiến thần là ai không? Chính là cao thủ tuyệt thế đứng ở trên cao. Biết bao nhiêu người phải ngước nhìn. Thần vương Bắc Hương. Thần vương mà nổi giận, máu chảy thành sông. Cấp dưới của ngài ấy chính là chiến thần Mộ Bạch tiếng tăm lừng lẫy. Tỷ phú vạn triệu, quyền tướng phượng quyền. Chiến thiên thần, cậu hãy trả giá cho sự vô tri của mình đi. Là tên nào chán sống, dám nghi ngờ nhà họ Mộ hả? Không biết chiến thần Mộ Bạch được thần vương bảo kê sao? Ông Đồng, chính cậu ta chất vấn năng lực giám định của ông, đập bảng hiệu giám định của Mộ Thị. Sơ suất rồi, đẳng cấp tên này quá thấp, bình thường vốn không có cơ hội gặp mình. Chính là cậu, nghi ngờ tôi hả? Sakuraji ăn một chưởng là chết. Mộc Dương, không có năng lực đấy, thằng oát con này. Sakuraji trúng bao nhiêu vết đao? Trên thế giới này, chỉ có thần vương Bắc Cương của nước ta mới có bản lĩnh một đao lấy mạng như thế. Lẽ nào người giết Sakuraji là ngài ấy ư? Ông Đồng, cậu ta nói cậu ta đã giết Sakuraji, lẽ nào cậu ta là lão dược dám giả mạo thần vương? Cậu chán sống rồi à? Giả mạo cái gì cơ? Tôi chính là thần vương Bắc Cương. Ha ha ha, mạnh miệng gớm, nằm mơ đấy hả? Chiến thiên thần, cậu điên rồi, cậu bị điên thật rồi. Ông Đồng, chiến thiên thần là chồng chưa cưới của Lâm Nghiên, nhưng chi trưởng Lâm gia đã đoạn tuyệt với chi thứ rồi, xin ông tha cho chi thứ chúng tôi đi. Trước nay thần vương Bắc Cương vẫn luôn thưởng phạt phân minh, tất nhiên tôi không dám động chạm đến quy tắc của ngài ấy. Vâng, chi trưởng chúng ta sắp bị tên chiến thiên thần này hại chết rồi, đưa cậu ta đi. Mọi người trong nhà cùng nhau xử lý. Ông Đồng, xin ông bỏ qua cho mẹ và thiên thần, tôi đồng ý chịu phạt thay họ. Ha ha ha. Á, muốn chết à? Tiểu Bạch rất giỏi giang, ai ngờ lại có một cấp dưới ngu xuẩn như ông. Tôi không giết người mình. Cút. Chiến thiên thần, cậu dám động vào người của chiến thần, giả mạo thần vương. 3 ngày sau Mộ Bạch chiến thần sẽ tổ chức hội tuyển chọn, đến lúc đó chiến vương Bắc Cương sẽ đích thân đến. Địa ngục đang chào đón cậu đấy. Được, 3 ngày sau tôi sẽ đích thân đưa các người xuống địa ngục. Ông Đồng, có sao không? Đồ trong cháo, thực lực của hắn không, không hề giống một tên vô dụng chút nào. Ông Đồng chỉ là trợ lý của chiến thần, ngày thường chỉ chuyên giám định vết thương, tất nhiên không đánh lại cậu ta rồi. Mấy ngày trước tôi giết Sakuraji nên đã bị thương, nếu không hôm nay chiến thiên thần chết chắc. Anh thiên thần, bây giờ anh có ổn không? Em nhớ anh quá. Chiến thiên thần, cậu đang làm gì đấy, hả? Cậu. Nghiên Nhi. Mẹ. Mẹ làm gì đấy? Anh thiên thần, con bỏ cậu ta ra. Chiến thiên thần, cậu dám khiêu khích quyền uy của chiến vương Bắc Cương, cậu chết chắc cho xem. Bây giờ tôi tuyên bố hủy hôn ước của hai người. Mẹ à, bà nói gì cơ? Hôn sự là do bố và ông chiến định ra, sao có thể tùy tiện hủy được? Con bị hồ đồ à, hả? Bây giờ cậu ta chính là một thằng con rơi vô dụng, còn đi khắp nơi gây chuyện. Con lấy cậu ta, có mà chết chắc. Trong thẻ này có 2 triệu, coi như tôi bồi thường cho cậu. Đừng ở đây làm phiền Nghiên Nhi, rồi tự chuốc lấy nhục nữa. Tôi thật sự không hiểu, trong lòng các người, quyền lực và địa vị quan trọng đến thế ư? Chiến thiên thần, cậu vẫn chưa hiểu, khoảng cách giữa cậu và con bé Hà, bây giờ cậu là chuột chạy qua đường, là đứa con rơi ai cũng bắt nạt được. Cậu cưới Nghiên Nhi là đang sỉ nhục nó đấy. Tiền tài địa vị tôi đều có, tôi chắc chắn sẽ cưới Nghiên Nhi. Bà cầm thẻ đi đi, có mỗi 2 triệu tệ còn con, có cho tôi cũng chê không lấy. Chiến thiên thần, cậu đừng không biết điều rồi tự chuốc lấy nhục nữa. Cậu mau cầm tiền này rồi tiêu cho thoải mái đi, nếu không 3 ngày sau không còn sống để tiêu nữa đâu. Nghiên Nhi, em nghĩ thế nào? Anh thiên thần, anh mau trốn đi, càng xa càng tốt. Tôi phải quyết tâm chiến thắng. Lâu lắm không gặp, lâu lắm không gặp. Mọi người cũng đến à? Đúng vậy, đúng vậy. Tôi rất bội phục sự dũng cảm của cậu, dám đến đây nộp mạng. Chiến thiên thần, giả vờ bình tĩnh giỏi đấy, đã nghĩ ra cách cầu xin chiến thần và chiến vương tha chết cho rồi à? Người đáng để tôi cầu xin, còn chưa ra đời đâu. Đứng lại. Chiến thiên thần, cậu không được ngồi vào bất kỳ chỗ nào trong sảnh hội tuyển chọn. Anh có ý gì? Bên này lấy tài chính làm đầu, là khu giàu có trị giá hàng chục tỷ của Hoa Quốc. Bên này lấy quyền lực làm đầu, là khu quyền uy đại diện cho quyền lực địa vị của cả Hoa Quốc. Bên này lấy Mộ Bạch chiến thần làm đầu, là khu của top 10 cường giả võ thuật trên toàn Hoa Quốc. Xin hỏi cậu là khu nào?
tôi thấy cậu ta chỉ là con ruồi nhặng thôi, ha ha ha. Chọn hộ vệ thôi, còn phải phân thành nhiều loại thế à? Thế mới nói, tầm nhìn quyết định cục diện. Toàn là đại gia tộc của Hoa Quốc đến tham gia làm hộ pháp của chiến thần. Ở thế giới kẻ mạnh đứng đầu này, cậu có thể sống sót là đã không dễ dàng rồi. Cậu không hiểu, tôi cũng không trách, thích chơi kiểu đấy chứ gì. Nếu như tôi nói tôi có hàng nghìn tỷ, quyền lực ngút trời, võ công vô địch thiên hạ, vậy thì tôi nên ngồi ở đâu, ha ha ha. Những thứ anh nói hiện giờ ở Hoa Quốc chỉ có một người làm được, chính là chiến vương Bắc Hương. Chỉ có ngài ấy mới xứng ngồi ở ghế trên, thống lĩnh cả ba quyền lực. Nghiên Nhi, cậu ta là ai? Tôi là con cả của tập đoàn Tiêu Thị. Tiêu Phong, tập đoàn Tiêu Thị là gia tộc duy nhất có thể so sánh với đệ nhất gia tộc Chiến Thị. Là người mà đứa con rơi như cậu không bao giờ so được, càng là con rể mà chi trưởng tôi đây vừa ý. Nghiên Nhi, cậu ta cũng là người chồng em vừa ý à? Không, lẽ nào phải lấy cái đồ con rơi vô dụng như cậu à? Trên thiên thần, địa vị và thân phận của sếp Tiêu cao quý hơn cậu nhiều, thứ cậu không thể cho Nghiên Nhi, tất sẽ có người cho được. Tôi nói rồi, quyền lực địa vị mà các người muốn, tôi đều có thể cho hết. Theo như tôi biết, anh là đồ con rơi không có gì trong tay, sao nào lại còn dám mạnh miệng như thế à? Nhà họ Tiêu đúng không? Năm đó Tiêu Thiên Hà đến tư cách bưng nước rửa chân cho tôi cũng không có, thằng nhóc mùng còn hôi sữa như cậu từ đâu chui ra, mông cuồng ở đây hả? Anh dám sỉ nhục bố tôi à? Tôi cắt lưỡi anh bây giờ. Sếp Tiêu, cái loại rác rưởi dưới đáy xã hội này, chỉ cần đụng phải người có thân phận địa vị cao hơn thì sẽ mở mồm chê bai để che giấu sự mặc cảm của mình. Hừ. Mộc Dương, trước kia anh giả vờ có tên trong danh sách, hôm nay cho dù cả nhà họ Mộc có đến đây cũng không cứu được anh. Ha ha ha, tướng quân thần uy đến. Tướng quân thần uy, tướng quân thần uy, nữ tướng đệ nhất Hoa Quốc ư? Lần này chiến thần chọn thân vệ, cô ấy là người có tiếng nói nhất. Chiến thiên thần toi rồi, ai dám bất kính với nhà họ Mộc, không coi Mộc Nguyệt tôi ra gì à? Em gái, em từ biên giới về rồi à? Biên giới ư? Đó là địa ngục nhốt 8.000 tên tội phạm của Hoa Quốc, chỉ có chiến vương Bắc Cương hiện giờ mới có thể tự do ra vào, đến chiến thần Mộ Bạch cũng chỉ được vào một lần, mà cô lại có thể lành lặn trở ra ư? Giỏi thật đấy, thế mà lại có người ra được, đúng đấy. Anh thiên thần, mau xin lỗi Mộc tiểu thư đi. Mộc tiểu thư, xin cô nể hai nhà Mộc Lâm là họ hàng mà tha cho, cút xéo. Tôi không có họ hàng mất mặt như các người. Cô, tôi nói rồi, dám nhìn lén bổn tướng, đợi tôi ra ngoài, tôi chắc chắn sẽ giết anh. Cái gì? Chiến thiên thần dám dò ngó em à? Đúng là xúc sinh, tôi đã nói từ lâu rồi, đàn ông càng vô dụng thì càng biết dụ dỗ phụ nữ. Chiến thiên thần, em vốn định lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, anh không quyền không thế, nói dối thành thói, đố kỵ phỉ báng người khác, những thứ đó thì thôi đi, nhưng em không ngờ tới anh lại là người lưu manh vô liêm sỉ như thế. Nghiên Nhi, cả đời này Lâm Nghiên em tuyệt không thể lấy một người bại hoại như thế. Em nghe anh giải thích, lúc anh về sau khi giết địch ở biên giới, từ biên giới về á? Chiến thiên thần, lời nói dối bị vạch trần rồi chứ gì, e là đến cửa bí mật của biên giới ở đâu anh cũng không tìm thấy ấy chứ. Tôi thích vào biên giới thì vào, thích ra thì ra, không tin các người hỏi tướng quân thần uy của các người đi. Có phải biên giới xương cốt chất đầy, không có ai sống sót không? Nếu cô ta phủ nhận thì chứng tỏ cô ta chưa từng đến biên giới, nếu cô ta thừa nhận vậy bây giờ ai cũng có thể đến biên giới, chứ không phải cô ta có thực lực. Anh chiến thiên thần, cậu đố kỵ với nhà họ Mộc tôi thế cơ à? Trước kia chất vấn tôi giết Sakuraji, bây giờ lại chất vấn em gái tôi, rốt cuộc ai mới là người nói dối? Trong lòng các người tự hiểu. Chiến thiên thần, đến bây giờ anh vẫn che giấu trái tim dơ bẩn của mình à? Nghiên Nhi, dám có suy nghĩ vớ vẩn với bổn tướng, còn dám sỉ nhục bổn tướng, tôi sẽ mách với chiến thần, cắt đứt dưa chuột của anh. Hừ, trên đời này vẫn chưa có ai dám nói như thế với tôi. Đủ rồi nhá, bắt đầu từ hôm nay chiến thiên thần này không liên quan gì đến chi trưởng Lâm gia nữa. Chiến thiên thần, cậu chất vấn tôi giết Sakuraji chính là chất vấn năng lực điều hành của Mộ Bạch chiến thần, mau tự móc mắt ra đi, như thế thì lúc chết mới đỡ nhục. Anh chơi trò tiểu nhân bịa đặt về bố tôi, lát nữa tôi sẽ mách chiến thần, cắt phăng lưỡi của anh đi. Cậu giả mạo chiến thần Bắc Cương, tội xử cả nhà. Đáng tiếc cậu đã bị nhà họ Chiến bỏ rơi, tiền tài quyền lực địa vị đều không có, mọi người chả làm gì được tên vô dụng như cậu, chỉ đành để mọi bộ phận trên cơ thể cậu chuộc tội thôi. Tôi sẽ cắt đứt gân cả người cậu, hiến tế cho hội tuyển chọn thân vệ của ông chủ Mộ Bạch. Được, được. Hừ, sao lại ngồi trên nó làm gì đấy, cút xuống mau đứng dậy. Làm cái gì đấy, anh muốn làm gì? Chiến thiên thần, đây là vương vị trí tôn của chiến vương Bắc Cường đấy. Chiến thiên thần, anh mau xuống. Anh đừng không chịu tỉnh ngộ nữa. Không chịu tỉnh ngộ ư? Các người mới không chịu tỉnh ngộ ấy, hôm nay các người sẽ phải trả giá cho sự ngu ngốc của mình. Mộ Bạch chiến thần đến. Chiến thần, chiến thần cuối cùng cũng đến. Tôi lại muốn xem kẻ nào dám hỗn láo như vậy.
Chiến thần, kẻ này giả mạo chiến vương Bắc Cương, còn chắc tuấn năng lực giám định của Mộ Thị. Xin cậu móc hai mắt của hắn ra, láo xược. Xin đại nhân bớt giận, nể tình cậu ta giết được tội phạm bị truy nã gắt gao nhất, Sakuraji, công hiến cho Hoa Quốc. Xin đại nhân tha cho cậu ấy, tôn tiền thất đức ạ. Ông nói, là anh ta giết Sakuraji à? Đúng vậy, mà người cậu ấy muốn tố cáo xử lý, lại càng tội không thể tha. Không những mặt dày cướp lấy công lao giết Sakuraji, còn chất vấn năng lực giám định của đại nhân, ngang nhiên khiêu khích uy nghiêm của cậu, còn giả mạo chiến vương Bắc Cương, bá chủ Hoa Quốc, sư phụ của cậu nữa. Bây giờ lại càng ngang ngược ngồi lên chủ tọa chí tôn, còn sỉ nhục chuyện Mộc Nhị tiểu thư ngày xưa, tướng quân thần uy bây giờ mà cậu từng khen ra vào biên giới nữa. Có năm tội đáng phạt rồi, thần vương Bắc Cương năm đó đã nhốt toàn bộ 8.000 tên địch xâm phạm vào biên giới, bảo vệ an nguy cho vạn nhà, là cứu thể chủ của Hoa Quốc, sao lại để hắn mạo phạm được? Tuy Vân Thành không bằng Thượng Kinh, nhưng cũng là tỉnh thành đầu tiên năm đó thần vương bảo vệ. Bây giờ hắn ngồi ở chủ vị, xúc phạm thần vương, chúng tôi không thể tha thứ. Nhà họ Tiêu ở Vân Thành, xin chiến thần xử lý kẻ này. Nếu chiến thần ngại ra tay, có thể để tôi làm giúp. Đồng hà của Vân Thành đồng ý với nhà họ Tiêu, nhà họ Mộc tôi nguyện san sẻ với chiến thần xử lý chiến thiên thần. Tiểu Bạch, giới quyền quý Vân Thành nên đổi mới rồi. Ồ, vậy các người định xử lý như thế nào? Mỗi người ở đây đều không phải kẻ ngốc, chiến thiên thần hắn chỉ là một kẻ vô danh, dám giả mạo thần vương, thu hút sự chú ý, làm phiền hội tuyển chọn mà đại nhân tổ chức, thì phải nhận hậu quả. Cắt hết gân tay, gân chân của hắn. Chiến thiên thần dành công lao của tôi để khiến chiến thần chú ý và được khen ngợi. Kẻ không nhận ra giá trị của bản thân như thế, chỉ bằng móc hai mắt của cậu ta ra, cho cậu ta nhớ đời, dám nói năng không biết nghĩ ở nơi mọi người đang tụ tập. Nên, cắt phăng lưỡi của anh ta đi. Phản ứng của chiến thần cứ sai sai, chiến thiên thần, rốt cuộc là ai? Được, được thôi. Mang dụng cụ tra tấn đến đây. Chiến thiên thần, em xin anh đấy, bây giờ anh quỳ xuống nhận sai, bọn họ còn tha cho anh. Anh đừng cố thể hiện nữa, em chưa biết rõ chân tướng mà đã bảo anh quỳ xuống ư? Mọi chuyện đã bày ra trước mắt rồi, anh cứ phải liên lụy nhà họ Lâm mới chịu thôi à? Dụng cụ hành hình đây rồi, lát nữa xem tên vô dụng này chết thế nào. Đáng đời, đáng đời. Đại nhân, đây là chuyện nhỏ, cứ để cho tôi làm giúp cậu đi. Không cần, tự tôi làm. Được. Đại nhân, có phải cậu nhầm rồi không? Nhầm ư? Ông có biết ông đã chọc giận ai không hả? Đứa con rơi của nhà họ Chiến cướp công lao của Mộc Dương, nghi ngờ năng lực của ngài và giả mạo chiến vương Bắc Cương, đồ ngu. Sakuraji bị một chiêu giết chết, nhát đao sau này Mộc Dương chém thêm mới là giả mạo vô liêm sỉ đấy. Mà người thật sự giết chết Sakuraji là ngài ấy hả? Vứt Đồng Hà ra biên giới để ông ta tự sinh tự diệt đi. Vâng, biên giới, địa ngục trần gian ư? Không, tôi sai rồi. Tôi, đại nhân, đi, đại nhân, tôi là thân tín của cậu mà. Đại nhân, đại nhân, tôi là người của cậu mà, sao lại như thế? Đúng vậy, thì ra anh không hề nói dối. Bây giờ em còn sợ anh liên lụy nhà họ Lâm, còn muốn ép anh quỳ xuống xin tha nữa không? Anh ta lại mạnh như thế ư? Sakuraji chắc chắn bị thương nặng mới bị anh ta giết. Chiến thiên thần, quỳ xuống, bây giờ tự móc mắt của mình ra đi. Từ nay về sau, nhà họ Mộc các người không được có bất kỳ giao dịch nào với Hoa Quốc nữa. Hừ, căn cơ của nhà họ Mộc ít nhất cũng có 100 năm, cậu ỷ vào thế lực của chiến thần mà được voi đòi tiền à? Căn cơ 100 năm à? Đối với tôi mà nói thì chỉ như con kiến thôi. Chiến thần thấy cậu có lý nên mới giúp cậu giải oan. Đừng quá đáng quá, tôi tốt xấu gì cũng là con cả của nhà họ Mộc, chỉ một câu của cậu mà tôi phải nghe theo à? Vân Thành, không có quy tắc đấy. Quy tắc ư? Tôi chính là quy tắc của Vân Thành. Vừa nãy các người ai ai cũng đòi móc mắt cắt gân anh ấy, bây giờ đến lượt mình thì lại kêu là quá đáng. Con ả vô tri ở đâu chui ra đây? Mộc Nhị tiểu thư năm đó đi cùng thuộc hạ của thần vương nửa năm, đã có thể giết địch ầm ầm, được phong làm tướng quân thần uy, vinh dự bậc ấy là thần vương ban cho đấy, sao có thể tùy ý xử lý nhà họ Mộc được? Anh sao cậu lại chắc chắn là thần vương thân phong thế? Lúc đó thần vương đang chinh chiến bên ngoài, không ở điện thần vương, vì thế không thể đích thân phong chức cho tôi, nhưng cũng đã nhờ chiến thần làm hộ. Hàng thật ra thật đấy, cậu ta dám chất vấn lai lịch của tướng quân thần uy à? Đúng là ngu không chịu được. Ha ha ha, chiến thiên thần, đã nghe thấy chưa? Em gái tôi được làm tướng quân thần uy là ý của thần vương Bắc Cương. Chiến thần đích thân làm lễ, nhà họ Mộc tôi có căn cơ 100 năm, cho dù cậu cướp mất sự chú ý của tôi thì đứa con rơi không có địa vị gì như cậu, lấy cái gì mà đấu với tôi hả? Sấm sét này vô cùng bất thường, đây chính là thần lực của thiên thần chuyển thế ư? Chỉ khẽ di chuyển đã có thể gọi sấm sét tới. Tốt lắm, anh đã thành công chọc giận tôi, truyền lệnh của tôi hủy diệt nhà họ Mộc. Hừ, muốn hủy diệt nhà họ Mộc tôi ư? Không nhìn lại xem mình là ai?
Nhà họ Mộc có căn cơ trăm năm, sao lại vì một câu nói của cậu ta mà bị hủy diệt được? Đúng là ngu ngốc. Alo, Nghiệt Xúc, may chọc phải ai rồi? Tất cả chuỗi vốn doanh nghiệp của Mộc Thị đều đứt hết. Nhà họ Mộc phá sản rồi. Cái gì? Alo. Sao đã tắt rồi, ai biết được? Cả gia tộc Mộc Thị nhảy lầu tự sát hết rồi. Từ phá sản đến diệt tộc, chỉ nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi, nửa tiếng, nhà họ Mộc bị hủy diệt rồi. Tôi không tin, không thể nào, chắc chắn là nhầm rồi. Rốt cuộc là kẻ nào? Không thể nào, không thể nào. Dùng hình đi. Á, à. Nhiên Nhi, anh thiên thần, hôm nay anh nói một câu đã khiến cả nhà họ Mộc bị hủy diệt. Anh rốt cuộc là ai? Anh chính là bá chủ Hoa Quốc, thần vương Bắc Cương mà em từng nói đấy. Em không cần kinh ngạc, em là vợ tương lai của anh, sau này anh sẽ cho em vinh dự tối cao. Ơ, sao lại thế được? Anh là thần vương Bắc Cương, vậy em chẳng phải là vợ chưa cưới của thần vương Bắc Cương ư? Ừ, cứ nằm mơ mộng lớn đi nhé. Nếu cậu ta là thần vương Bắc Cương thì thẩm tú tôi là quý phụ tôn quý nhất thượng kinh à? Thẩm thị, bà không tin tôi, ngày sau ắt sẽ hối hận. Còn hối hận à? Hừ, tuy hôm nay cậu vô cùng nổi bật, nhưng mọi người đều nhìn rõ là chiến thần cho cậu mượn uy. Nếu không có chiến thần, những quyền quý thượng kinh như hai nhà Tiêu, Mộc và Đồng sẽ bị cái loại con rơi như cậu tùy ý xử lý à? Nói cũng đúng, thần vương Bắc Cương là nhân vật lớn ở trên tất cả mọi quyền lực của Hoa Quốc. Sao có thể là chồng chưa cưới của Lâm Nghiên em được? Lúc đầu anh nói là anh giết Sakuraji, em không tin. Bây giờ anh nói với em anh là thần vương Bắc Cương, em cũng không tin. Lâm Nghiên, em thần vương Bắc Cương võ công cái thế. Cậu nói cậu là thần vương Bắc Cương, vậy thì cậu chứng minh cho chúng tôi xem đi. Được. Hôm nay chiến thiên thần khiến tôi mất hết thể diện. Bây giờ chỉ có khiến nhà họ Lâm hiểu nhầm, nhà họ Tiêu và thần vương Bắc Cương có quan hệ mật thiết. Bọn họ mới nịnh bợ tôi, dành tôi về làm con rể. Nhà họ Lâm mới vứt bỏ chiến thiên thần. Alo, bác gái, bác với Nhiên Nhi có sao không ấy? Bọn bác vẫn ổn, không sao thì tốt. Lúc ấy cháu nhận được điện thoại của gia đình ở Thượng Kinh, bảo thần vương Bắc Cương tới Thượng Kinh, yêu cầu nhà họ Tiêu tiếp đón, nên cháu đành đi trước. Ấy được được. Sếp Tiêu mới gọi tới, hôm nay thần vương Bắc Cương không tới hội tuyển chọn, mà ở Thượng Kinh. Tôi ở ngay đây. Cậu ta gặp ai vậy? Chiến thiên thần, cậu nói dối quen mồm ghê ấy nhỉ, không biết hối cải. Không chỉ nhà họ Chiến coi thường cậu, mà Lâm thì đủ rồi mẹ. Anh thiên thần, anh đừng nói dối nữa được không? Anh cứ thế này sẽ gặp phải nguy hiểm đấy. Em thả tin Tiêu Phong chứ không tin anh à? Em, cậu với cậu ấy không phải người cùng tầng lớp. Sếp Tiêu có thân phận cao quý, đương nhiên có 100% khả năng gặp được thần vương Bắc Cương. Còn cậu, ha ha ha, đường đường thần vương Bắc Cương mà bị gia tộc đuổi cổ khỏi gia phả, sống cuộc đời không bằng xúc sinh á. Tôi không cãi nhau với đám tầm nhìn hạn hẹp như các người. Tôi với Tiêu Phong ai nói dối, ngày mai sẽ rõ thôi. Hừ. Sư phụ, có tin tức về người thức tỉnh của thiên thần chuyển thế dị quốc rồi. Kẻ nào dùng kiếm có ký hiệu thần vương để đối phó với chủ nhân của nó? Nực cười, nói ít thôi, anh diệt cả nhà họ Mộc, tôi phải giết anh. Tất cả là tại cô với Mộc Dương tắc oai tắc quái, nên nhà họ Mộc mới phải chịu cay đắng. Đừng có dạy dỗ tôi bằng cái vẻ thượng đẳng ấy. Hôm nay anh diệt được nhà họ Mộc chỉ vì dùng sức mạnh chiến thần, cái loại tiểu nhân cáo mượn oai hùng. Tôi không cần mượn sức của bất cứ ai, tôi chính là quyền lực đỉnh cao. Đợi đã, tôi không thể chết. Cô làm gì vậy? Mộc Nguyệt là tướng quân thần uy của Hoa Quốc, là nữ thần trong lòng bao người. Hôm nay tôi giao bản thân cho anh, anh tha cho tôi đi, tôi không thèm cơ thể cô. Chiến thiên thần, biết điều chút đi. Loại tiểu nhân không có thân phận cả đời này cũng đừng hòng sờ tới mỹ nữ đẳng cấp như tôi. Hồi trước anh cũng sờ mó tôi còn gì. Đám con cháu nhà họ Mộc, ai nấy đều mặt dày thật. Mặc đồ cho kín vào. Cút. Anh ấy mạnh mẽ quá, có lẽ sẽ bảo vệ được mình thật, không biết lượng sức. Lại thêm một người. Cô là vợ trước cưới của anh? Vợ trước cưới của tôi chỉ có mình Lâm Nghiên. Chiến thiên thần, trước khi anh được Lâm Nghiên cứu thì anh từng được hứa hôn từ nhỏ, chính là nhà họ Nguyễn quyền uy hơn cả tứ đại gia tộc Thượng Kinh, đối tượng liên hôn chính là tôi. Tôi nhớ ra rồi, nhưng hồi ấy nhà họ Nguyễn đã hủy hôn với tôi rồi. Năm ấy anh bị nhà họ Chiến đuổi khỏi nhà,
thân phận còn chẳng bằng xuất sinh. Liên hôn hào môn thì phải môn đăng hộ đối, thế nên nhà họ Nguyễn chỉ đành hủy hôn. Vậy sao bây giờ cô lại tới tìm tôi? Tuy thân phận anh thấp hơn, nhưng thực lực anh rất mạnh. Nếu anh cưới tôi, địa vị của anh ở cả Hoa Quốc này sẽ được nâng cao. Nực cười. Chuyện này là sao? Chiến Thiên Thần không chịu cưới mình. Chẳng lẽ mình phải gả cho tên ngốc nhà họ Lã đấy à? Tiểu Bạch, giờ cả Vân Thành đều nói là tôi mượn sức mạnh của cậu. Bây giờ con sẽ giết hết chúng. Không cần chấp cái đám vô tri thỉnh cận đó. Sau này chúng sẽ hối hận. Người thức tỉnh còn lại của thiên thần chuyển thế dị quốc là ai? Shirahoshi, năm ấy bỗng có 8.000 kẻ thù tới xâm phạm bên cạnh. Shirahoshi chính là kẻ đứng sau. Nếu tôi không thức tỉnh thần lực, kịp thời ngăn cản, hậu quả sẽ rất khó lường. Cậu biết tung tích của ông ta không? Trong các thành thị ở Hoa Quốc chắc chắn sẽ có tài sản và phòng thí nghiệm cấm của ông ta. Gần đây, bọn chúng đang mua phụ nữ để làm thí nghiệm, tấn công bên ngoài thất bại, nên chuyển qua vơ vét nội bộ, mưa đẹp lắm. Tiếc thay, tiếc thay. Ông ta cứ tưởng trên đời này chỉ có mình ông ta thức tỉnh thần lực thiên thần chuyển thế. Cậu lập tức qua khu Hoa Nam Tử Thụ, Hoa Bắc, Hoa Đông, tôi sẽ để quyền tướng tại hầu xử lý, rồi tìm nơi thí nghiệm lên phụ nữ. Tôi sẽ tự phá chỗ đó. Sư phụ, nhà họ Lâm, không biết điều như vậy, ngài vẫn muốn cưới Lâm Nhiên à? Ông nội tôi nói Nhiên Nhi từng cứu mạng tôi, đây cũng là niềm nuối tiếc của ông ấy. Ngày mai tôi sẽ tự tới cầu hôn, giúp phục dậy Lâm Thị. Con sẽ chuẩn bị sính lễ. Sếp Tiêu đúng là hào phóng. Cầu hôn Nhiên Nhi, một chiếc Rolls Royce, lại còn một căn biệt thự, quy hoa quá. Tình yêu cháu dành cho Nhiên Nhi sâu tựa biển lớn, chỉ cần cô ấy tình nguyện gả cho cháu, dù có mất mạng, cháu cũng bằng lòng. Chiến Thiên Thần, cậu tới làm gì? Tôi tới là để thực hiện lời hứa năm xưa của ông nội, cưới Nhiên Nhi về nhà. Thằng chó này, cậu tính cắn chặt lấy Nhiên Nhi à? Đúng là mặt dày vô liêm sỉ. Tôi với Nhiên Nhi có hôn ước trước, tại các người phản bội, lật lọng. Xin hỏi, rồi ai mới là kẻ mặt dày vô liêm sỉ? Cậu, ấy bác. Chiến Thiên Thần, bây giờ nhà họ Lâm cần một cậu con rể có tiền và thực lực để giúp phục dậy nhà họ. Tôi làm được, chứ cái loại bị đuổi khỏi gia tộc như anh, làm được không? Sao các người nghĩ một tên con riêng bị đuổi khỏi gia tộc thì không thể vượt mặt người khác? Tại sao? Chiến Thiên Thần, nhìn cho rõ này. Đây là xe sang mà sếp Tiêu tặng. Biệt thự Đông Hà có giá thị trường 80 triệu ở Vân Thành, Rolls Royce 30 triệu, thêm cả tiền cưới. Cậu có cái gì? Trong túi cậu có nổi 1.000 tệ không? Mà còn mơ cưới con gái tôi, vực dậy Lâm Thị. Tôi khinh. Hừ, thì ra so xem sính lễ ai nhiều hơn à? Thế thì dễ. Nếu hôm nay tôi mang tới chỗ sính lễ còn nhiều hơn Tiêu Phong, thì bà sẽ thực hiện lời hứa gả Nghiên Nhi cho tôi chứ? Đúng vậy, nếu cậu thật sự mang tới chỗ sính lễ nhiều hơn sếp Tiêu, tôi sẽ gả Nghiên Nhi cho cậu. Quan trọng nhất là cậu có không? Chiến Thiên Thần, anh mà không đưa ra được, có dám tự chọc mù một mắt để đền tội không? Được thôi, nhưng nếu tôi đưa ra được, tôi cũng muốn một con mắt của cậu. Ây chà, Chiến Thiên Thần so tiền tài với sếp Tiêu là xác định mù con mắt rồi còn gì. Nghiên Nhi, anh Thiên Thần, anh phải nghĩ cho kỹ. Nếu anh không lấy ra được thì hôm nay anh mất cả mắt lẫn tôn nghiêm. Hôm nay không có Chiến Thần bảo vệ, anh sẽ... Nghiên Nhi, nếu em tin anh một lần thì tốt biết mấy. Đây chính là biệt thự Vân Đỉnh cao cấp nhất Hoa Quốc. Gì cơ? Và chìa khóa của 10 chiếc Bentley bản giới hạn trên toàn thế giới. Đây là chi phiếu 10 tỷ, còn cả máy bay, du thuyền. Đây, giá thị trường của biệt thự Vân Đỉnh đã 500 triệu. 10 chiếc Bentley bản giới hạn, chỗ sinh lễ này cộng thêm chục tỷ tiền mặt, thì có bán cả nhà họ Tiêu cũng chả bằng. Tức là Thẩm Tú tôi có thể sống trong căn biệt thự đắt nhất, thể hiện thân phận tốt nhất cả nước, lại còn được lái loại xe vừa sang vừa đắt nhất. Ha ha ha, Tiêu Phong, cậu tự làm hay tôi tự ra tay? Bác gái, mọi người đều biết biệt thự Vân Đỉnh không chỉ đắt giá, mà chỉ có người có quyền thế mới mua được. Chiến Thiên Thần sao mà mua được? Chẳng lẽ là hàng giả? Hừ, sếp Tiêu nói đúng, một thằng con rơi thì lấy đâu ra tiền mua nhà mua xe ở Vân Thành? Rất ít người có tư cách mua được nhà và xe như vậy. Chẳng lẽ thân phận của cậu ta còn cao hơn chúng ta hả? Chiến Thiên Thần, cậu lại lừa chúng tôi. Thiên Thần, em thật sự không nhẫn tâm khiến anh tiếp tục sai lầm. Anh biết dừng đi, được không? Tôi không rảnh khai sáng cho các người. Hôm nay, tôi sẽ cho các người thấy, cường giả thật sự, không cần có gia tộc, thì vẫn có thể đứng đầu Hoa Quốc. Chiếc chìa khóa này nhìn đã thấy là đồ chơi, tôi khá thân với người chịu trách nhiệm khu biệt thự Vân Đình. Chiến Thiên Thần, anh tính đứng đầu Hoa Quốc về nói xạo hả? Tiêu Phong, cậu đã bao giờ mua biệt thự Vân Đình đâu, sao cậu biết chìa khóa là giả được? Thiên Thần, anh đừng nói nữa được không?
Sếp Tiêu, tôi không biết tại sao anh ấy lại nhắm vào anh như vậy, nhưng Nhi Nhi, em không cần xin cho anh ta, cái loại như anh ta không chọc mù mắt rồi dạy cho một trận thì không biết làm người đâu. Anh, hừ, Nhậm Gia Tới, người đi đầu ngành bất động sản, giám đốc khu biệt thự Vân Đình. Nhậm Gia, sao ông ấy lại tới đây không biết? Hồi trước chỉ thấy ông ấy trên mấy video tinh anh thương giới, nghe nói ông ấy là đồ đệ được tài hầu Vạn Triệu tự dẫn dắt, người có tiền ở Hoa Quốc muốn gặp ông ấy một lần cũng khó. Chẳng lẽ là Tiêu Phong gọi tới? Hồi trước mình hỏi han Nhậm Gia trong cuộc họp, chẳng lẽ ông ấy coi trọng năng lực của mình nên tới giúp? Ô, Chiến Thiên Thần toang rồi. Nếu Nhậm Gia không tự xuất hiện, tôi còn tưởng thằng con rơi này có tiền mua nhà mua xe làm sính lễ thật đấy. Nhậm Gia, ông tới rồi à? Hôm nay ông hạ mình tới đây là niềm vinh hạnh của chúng tôi. Hôm nay tôi tới là vì được vị khách cao quý nhất của biệt thự Vân Đình yêu cầu tới làm chứng. Sản nghiệp của tôi đều trực thuộc tập đoàn Thiên Thần, không cho phép bất cứ ai gây sự với ông chủ của tôi. Chiến Tiên Sinh, xin hỏi ai bất kính với cậu? Tập đoàn Thiên Thần chúng tôi sẽ không tha thứ. Kẻ nghi ngờ tôi chính là cậu ta, con cả nhà họ Tiêu. Tiêu Phong, gì cơ? Tiêu Phong, cậu nói cậu thân với Nhậm Siêu lắm mà. Con cả nhà họ Tiêu mà cũng dám lấy tên tôi ra lừa đảo. Tôi không quen cậu ta. Ui cha, thì ra là Tiêu Phong nói dối. Chiến Thiên Thần đã mua được biệt thự Vân Đình thật. Ấy, Nhậm Gia, xin lỗi, tất cả là tại tôi. Tôi xin lỗi ông. Cậu phải xin lỗi Chiến Tiên Sinh chứ. Chiến Tiên Sinh, tôi sẽ bắt cậu ta xin lỗi cậu. Tiêu Phong, không xin lỗi, còn tính đợi tập đoàn Thiên Thần chèn ép nhà họ Tiêu à? Nhậm Gia là người đứng đầu giới bất động sản Hoa Quốc, vô cùng cao quý. Sao hôm nay lại nghe lời một thằng con rơi thế này? Ai mà biết. Tôi xin lỗi, cậu xin lỗi ai vậy? Anh, tôi là ai? Chiến Thiên Thần, anh đừng có gan đắc tội Chiến Tiên Sinh mà không có gan nhận lỗi à? Xin lỗi lớn giọng lên. Chiến Thiên Thần, tôi xin lỗi, tôi không nên sỉ nhục anh. Bây giờ các người còn nghĩ thằng vô dụng này mạnh hơn tôi không? Còn muốn gả con gái cho cái loại này không? Để trừng trị tên tiểu nhân dám mạo phạm ông chủ biệt thự Vân Đình, sẽ không bao giờ hợp tác với nhà họ Tiêu. Lại tặng thêm Chiến Tiên Sinh một căn biệt thự Vân Đình, mong cậu nhận cho. Hai căn biệt thự Vân Đình đều là của mình rồi, đều là tài sản riêng của mình, nhận cũng chả khác gì. Không cần đâu, tôi vẫn còn việc cần làm, ông về trước đi. Vâng ạ, Chiến Tiên Sinh. Hừ, Tiêu Phong, cậu muốn tôi chọc mù mắt phải hay là mắt trái? Em muốn bảo vệ cậu ta. Thiên Thần, anh bình tĩnh thôi. Sếp Tiêu cũng là con cả nhà họ Tiêu, nếu anh ấy mù mắt ngay tại nhà họ Lâm thì nhà họ Tiêu sẽ nổi giận, chúng ta không gánh nổi. Đúng đó, Thiên Thần à. Sếp Tiêu, nhà họ có quan hệ mật thiết với Chiến Tướng, cậu không chọc nổi đâu. Thì ra nhà họ Tiêu còn liên quan tới Thần Vương Bắc Cương, thế thì không được động vào đâu. Chiến Thiên Thần, cậu mà dám động vào cậu ấy thì là hại cả nhà họ Lâm rồi. Không ngờ các người hai mặt thật đấy. Tài sản thuộc tập đoàn Thiên Thần còn nhiều hơn cả nhà họ Chiến và nhà họ Tiêu cộng lại. Hơn nữa, người nắm quyền của tập đoàn Thiên Thần là Thần Vương Bắc Cương, đương nhiên chúng tôi không dám đắc tội. Còn cái loại cậu tuy là mua được biệt thự Vân Đình và còn có rất nhiều Bentley, nhưng thân phận vẫn thấp kém, vẫn là một thằng con rơi. Chiến Thiên Thần, Nhậm Gia có quyền xử lý tôi, nhưng một thằng con rơi không có thân phận và địa vị như anh thì hiểu được cái gì? Hừ, thân phận địa vị. Tiêu Phong, nếu cậu thích lấy quyền lực ra chèn ép như vậy thì hôm nay tôi sẽ cắt hết quyền lực của cậu. Hừ, truyền lệnh của tôi lập tức cắt hết các mối hợp tác với nhà họ Tiêu và công khai tuyên bố phong sát Tiêu Thị. Hừ, nực cười, lần này không có Chiến Thần bảo vệ anh đâu, chỉ một cuộc điện thoại mà cắt được quyền lực của nhà họ Tiêu á? Thật hay giả thì mở điện thoại ra chờ tin tức là biết. Tập đoàn Thiên Thần hủy hợp tác với nhà họ Tiêu, Tiêu Thị đối mặt với nhiều đối tác cùng hủy hợp đồng. Sao mà thế được? Nhà họ Tiêu thân thiết với Thần Vương Bắc Cương lắm cơ mà, sao lại hủy hợp tác được? Hừ, thân thiết à? Đây là lời nói dối lớn nhất đời cậu. Tiêu Phong, giờ cậu đã mất hết quyền thế, sao không mau giao con mắt ra đây? Anh Thiên Thần, em xin anh tha cho sếp Tiêu, anh ấy cũng vì em bất đắc dĩ nên mới hại anh. Em đồng ý gả cho anh. Nhiên Nhi, em vẫn muốn bảo vệ cậu ta. Nếu hôm nay anh không mang nhiều tiền cưới bằng cậu ta, có phải em sẽ theo cậu ta chọc mù mắt anh không? Nếu tới nước ấy, em cũng sẽ bảo vệ anh. Được, anh có thể tha cho cậu ta, nhưng từ nay về sau, cậu ta chỉ có 3 cơ hội. Sau 3 cơ hội đó, không một ai có thể ngăn cản quyết định của anh. Á, dám thèm thù người của tôi, đây chính là kết cục của cậu. Rốt cuộc Thần Vương Bắc Cương là ai? Con vô dụng, thuộc hạ của Thần Vương Bắc Cương quá mạnh mẽ,
con không thể điều tra ra. Ai cũng nói nhà họ Chiến đứng đầu tứ đại gia tộc Hoa Quốc. Ngoài nhà họ Nguyễn đã lui về ở ẩn, thì chỉ có nhà họ Tiêu ngang cơ chúng ta. Tiếc là nhà họ Tiêu đụng vào thần vương Bắc Ương, địa vị không còn được như xưa. Tứ đại gia tộc mà thiếu mất một, thì sao đối phó được với Shirahoshi? Chẳng lẽ chỉ có thần vương Bắc Ương mới đối phó được với Shirahoshi? Shirahoshi tới từ dị quốc, sức mạnh quái dị, thân phận thần bí, tay sai còn đông. Nghe nói tất cả sản nghiệp ở Thượng Kinh, ông ta đều ngấm ngầm nhúng tay vào. Ngay cả nhà họ Lã và nhà họ Ngụy trong tứ đại gia tộc cũng bị uy hiếp. Nếu cứ thế này, nhà họ Chiến khó mà an toàn được. Nhưng thần vương Bắc Cương cũng là một mối nguy mà quỳ xuống. Đúng là đồ ngu. Shirahoshi hại bao nhiêu người Hoa Quốc, còn thần vương Bắc Cương đang bảo vệ người Hoa Quốc. Bây giờ, chúng ta chỉ đành dựa vào thần vương Bắc Cương, thì gia tộc họ Chiến, chúng ta mới không bị liên lụy. Con biết rồi ạ. Thưa bố. Nói đi, anh cả, không. Tên phế vật Chiến Thiên Thần, chưa chết. Còn vào ở rể nhà họ Lâm, cái quân khốn nạn chém em dịch cha, mà còn dám sống tiếp à? Nhà họ Lâm này chỉ là một gia tộc nhỏ ở Vân Thành, bọn họ dám nhận nó à? Đối đầu với nhà họ Chiến chắc nhà họ Lâm tàn đời rồi. Còn đây đã lập một cái bẫy chờ nhà họ Lâm rơi vào. Chiêu cáo thiên hạ, nếu anh dám chứa chấp Chiến Thiên Thần, nhà họ Lâm sẽ là tấm gương. Nghiên Nhi, nay hai đứa đi đăng ký rồi hả? Thằng con rơi kia kìa, anh ấy chuẩn bị đám cưới rồi. Dù sao bây giờ nhà, xe, tiền cưới đều đứng tên mẹ rồi. Một tháng sau, tìm một lý do bỏ nó đi. Mẹ, mẹ làm vậy là lừa cưới đấy. Mẹ lừa đấy thì sao? Một thằng con rơi như nó, dù có lừa cưới, thì cũng chẳng làm gì được mẹ. Mẹ, anh ấy mua được biệt thự Vân Đỉnh và Bentley, chứng tỏ anh ấy vẫn có tiền, không phải kẻ không nơi nương tựa. Có tiền thì sao? Nghiên Nhi, con là đệ nhất mỹ nữ Hoa Quốc mà. Mẹ chỉ mong con gả được cho một người quyền cao chức trọng. Gả cho một thằng con rơi, còn mong chúng ta ăn nên làm ra. Vực lại như trước à? Hồ đồ. Sếp Tiêu, Nghiên Nhi, anh thật sự không nỡ để mọi người bị Chiến Thiên Thần lừa. Sếp Tiêu, anh nói vậy là sao? Đây. Cái gì đây? Hóa đơn vay tiền của Chiến Thiên Thần. Thì ra anh ta mua được biệt thự Vân Đỉnh và Bentley là vì vay tiền của nhà họ Tiêu anh. Anh cũng phải, sau chuyện đó mới biết. Nghiên Nhi, anh sợ sau này em phải chịu một khoản nợ kết sổ cùng anh ta rồi chịu khổ. Bác biết ngay mà, nó là thằng con rơi, sao nó có tiền mua nhà mua xe được? Thì ra là mượn nhà cháu à? Tại sao anh ấy lại lừa tôi hết lần này đến lần khác, liên tục trêu đùa niềm tin của tôi? Nghiên Nhi, Chiến Thiên Thần, anh hại tôi mất hết danh tiếng, tôi phải khiến anh gia đình bất hạnh. Chiến Thiên Thần, hồi trước em cứu anh, liệu có đúng không? Đây là vợ chưa cưới của Chiến Thiên Thần mà. Sư phụ, chuẩn bị xong đám cưới chưa? Rồi. 80 chiếc xe sang đã đặt tiệc trang bàn hào hoa, mời tất cả những đầu bếp đẳng cấp của Hoa Quốc. Các con phố ở Vân Thành được phủ kín hoa hồng và bóng bay. Chỉ cần sư phụ quyết ngày cưới, con sẽ gửi thư mời ngay, cũng mời rất nhiều danh môn thế gia tới chúc mừng cho ngài. Được. Sư phụ, sao thế? Tìm thấy nơi Shirahoshi thí nghiệm lên phụ nữ chưa? Đợi đã. Là Nghiên Nhi, sư phụ, con đi cứu sư nương với ngài. Không cần. Dám động vào người phụ nữ của tôi sẽ san bằng nơi thí nghiệm. Thả tôi ra, đi vào đi. Đã là người thứ 16 rồi, lát nữa cô ấy sẽ rủi bọt mép, co giật toàn thân rồi chết. Ây chà, to gan đấy nhỉ. Người phụ nữ cao quý nhất Hoa Quốc mà cũng dám bắt à? Ha ha ha, nếu các người biết thân phận của tôi thì sao không mau thả tôi ra? Các người không sợ nhà họ Nguyễn báo thù à? Nhà họ Nguyễn á? Chủ nhân tôi sắp chiếm hết cả Hoa Quốc, rồi trở thành vua của Hoa Quốc. Chủ nhân các người là ai? Vị thần thật sự duy nhất trên đời. Thần cái gì? Chỉ là một kẻ ngoại lai tới xâm chiếm nước ta. Các người hành động ngang ngược như vậy, không sợ thần vương Bắc Cương, chủ nhân Hoa Quốc à? Thần vương Bắc Cương á? Ây chà, thần vương Bắc Cương cơ à? Á, tôi nói cho cô biết, thần vương Bắc Cương có mạnh đến mấy cũng không phải đối thủ của chủ nhân tao. Ây chà, đây là người phụ nữ cao quý nhất Hoa Quốc, còn lại là người phụ nữ đẹp nhất Hoa Quốc. Chơi được bọn nó thì đúng là sướng chết mất. Ha ha ha, chứ sao nữa? Ha ha ha, đừng mà, đừng qua đây. Á, người anh em làm tí không biết cách chơi đấy. Có khói mê ở đây, lát nữa tụi nó sẽ dâm lắm đây. Chứ sao nữa? Đừng mà. Kìa, tới đi,
đừng, đừng mà, nghe lời đi, cứu tôi với, ai cứu mày được, thả tôi đi, tới nào, đừng mà, dừng tay, không ai tới cứu mày đâu. Bỏ cô ấy ra. Anh là ai, dám xông vào căn cứ, thần vương Bắc Hương. Thần vương Bắc Hương, thần vương, anh sợ à, sợ cái gì, Đông Vương là thần đấy, anh dám xông vào căn cứ của Đông Vương, Đông Vương sẽ cho anh chết đấy. Thần giáng thế, không chỉ có một mình ông ta đâu, thần phạt. Nhiên Nhi, em sao rồi? Khói mê, xin anh đấy, cho em một lần đi, nóng quá. Anh cũng cho em một lần đi. Dùng phụ nữ để lấy âm bù dương, Đông Vương ba tắc, thần lực của ông tệ hại quá, đi mất. Người phàm như cậu biết cái gì? Thần vương Bắc Cương, Hoa Quốc mấy người có một câu là kẻ thức thời là trang tuấn kiện. Tôi khuyên cậu quỳ xuống xin tha, tôi sẽ cho cậu chết tử tế chút. Phải mau giúp Nhiên Nhi giải khói mê đi. Khốn nạn, dám không coi tôi ra gì, đi chết đi. Tôi không có thời gian nói chuyện với ông. Một người phàm mà lại đánh bại mình. Tuy Nguyễn Vũ chỉ là vợ trước cưới cũ của mình, nhưng cứ để cô ta ở trong rừng như vậy thì nguy hiểm quá. Chiến Thiên Thần, sao anh không chịu lấy tôi? Lẽ nào tôi thực sự phải gả cho thằng ngốc nhà họ Lã đó sao? Ấy, Chiến Thiên Thần, cậu về là tốt. Tuy cậu vay tiền để mua nhà là dưới tên tôi hết, nhưng tôi nói với cậu nhé, tôi không trả nợ giúp cậu đâu. Nợ gì cơ? Ấy, đợi đã, cậu xem đi, hợp đồng vay nợ của cậu. Tôi không có thời gian nói mấy chuyện này. Nghiên Nhi đâu? Cậu đừng quan tâm chuyện của Nghiên Nhi, để tránh sau này rắc rối, cậu phải ký hợp đồng vay trước khi kết hôn này đã. Ấy, dù sau này nhà họ Tiêu chặt tay chân cậu cũng không liên quan đến bọn tôi, cậu ký tên trước đi. Chiến Thiên Thần, thần vương Bắc Cương. Á, dừng tay, anh là ai, dám xông vào cửa miệng. Thần vương Bắc Cương, là thần vương Bắc Cương đã cứu mình. Thần vương Bắc Cương, nhân vật lừng lẫy của Hoa Quốc, quyền thế ngút trời, là chủ quần hùng, mà lại cứu mình. Nghiên Nhi, mà chồng mình Chiến Thiên Thần chỉ là một người bị bỏ rơi, là một tên vô dụng không cứu nổi mình. Em thế nào rồi, Chiến Thiên Thần? Từ nay về sau, chúng ta ngủ riêng đi. Tại sao? Chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi. Này, một thằng ở rể vô dụng như cậu không có tư cách hỏi tại sao. Một người đàn ông chỉ óc thể lừa kết hôn bằng cách vay nợ, mình còn mong chờ gì ở anh ta chứ? Được, Chiến Thiên Thần, tôi không thích ép buộc người khác. Thiên Kim tập đoàn Nguyễn Thị quay về sau nhiều ngày mất tích, nghe nói Thượng Kinh đã phong tỏa đường khu thụ điếm, cử hàng nghìn vệ sĩ đến bảo vệ, chỉ để đón tiếp cô Thiên Kim. Cả Hoa Quốc công nhận Nguyễn tiểu thư cô ấy là thiên kim cao quý nhất Hoa Quốc. Nghe nói ở Thượng Kinh có rất nhiều công tử nhà giàu đang theo đuổi Nguyễn tiểu thư. Không biết cuối cùng cô ấy sẽ chọn ai. Mong lần này quay về cô ấy có thể từ bỏ ý nghĩ kết hôn với mình. Chiến Thiên Thần, cậu nhìn cái gì? Sao nào, Nguyễn tiểu thư nhìn chúng cậu được chắc? Tôi đã đăng ký kết hôn với Nhiên Nhi, thì đương nhiên sẽ không có người khác nữa. Nhiên Nhi, anh đến chỗ tổ chức tiệc cưới xem sao, đợi anh về nhé. Ấy, mẹ nói với con nhé, Nhiên Nhi, một tháng sau mau ly hôn với cậu ta đi, như vậy thì nhà sẽ đều ở dưới tên chúng ta, con độc thân trở lại, sau đó mau tìm một người quyền quý để gả đi. Người quyền quý? Thần vương Bắc Cương. Ha ha ha, Nhiên Nhi à, thần vương Bắc Cương sao có thể cưới con được, con đừng ảo tưởng nữa. Thím hai, Thanh Uyển, sao hai người lại đến? Nghe nói Nhiên Nhi và Chiến Thiên Thần đã đăng ký kết hôn, chúng tôi đến chúc mừng, tặng chút quà. Chi thứ mấy người tự dưng tốt bụng thế, không phải là muốn ở biệt thự Vân Đỉnh với bọn tôi đó chứ? Chị, mẹ, biệt thự Vân Đỉnh là Chiến Thiên Thần vay tiền để mua, mẹ dám ở à? Mẹ không sợ bị họ kéo trả nợ cùng sao? Cô, nhưng nói chứ, gần đây Vân Thành có một nhân vật lớn bí ẩn làm một hôn lễ lớn cho vợ người ta. Nghe nói riêng xe sang thôi đã có 80 chiếc, còn đặt cả trăm bàn ở biệt thự của William nữa, cả Vân Thành đều được phủ hoa tươi. Không biết con rể tốt của chị chuẩn bị cho con gái chị một hôn lễ thế nào, mong chờ ghê.
hôm nay mấy người qua đây là để nói những chuyện này sao? Đương nhiên. Tôi rất mong chờ hôn lễ của mỹ nhân đệ nhất Hoa Quốc là cảnh tượng hoành tráng thế nào. Nhiên nhi của chúng tôi kết hôn liên quan gì đến mấy người? Mau mang quà của mấy người cút đi. Ôi, nóng tính ghê. Nhưng sao tôi nghe nói người càng vô dụng thì càng nóng tính? Được, chúng tôi vô dụng, cô có bản lĩnh được chưa? Cút đi. Nhiên nhi, mẹ đã nói mà, gả cho loại đàn ông không thân phận địa vị là uất ức vậy đấy. Giờ chỉ mới là hôn lễ thôi, sau này không biết phải chịu uất ức thế nào vì kiểu người như chiến thiên thần. Nhiên nhi, anh đã chuẩn bị xong hôn lễ, sau khi kết hôn anh sẽ giải thích hết tất cả các hiểu lầm. Em yên tâm, chỉ cần em gả cho anh thôi đi. Đăng ký luôn rồi, không cần tổ chức hôn lễ đâu. Tại sao? Anh nghe mẹ đi, đừng phí tiền làm hôn lễ nữa. Kết hôn là nghi lễ quan trọng nhất đời người phụ nữ. Anh tiêu chút tiền cho em sao có thể gọi là lãng phí được? Chiến thiên thần, cậu làm được cái hôn lễ kiểu gì? Sợ là cậu còn chẳng mời nổi ba cái xe, chẳng nổi năm bàn tiệc. Nghiên nhi không mất mặt nổi đâu, hôn lễ tôi làm cho Nghiên nhi là hôn lễ cả Hoa Quốc, có ước cũng không ước được. Ha ha ha, cậu muốn nói mấy ngày này hôn lễ khiến Vân Thành xôn xao mấy ngày này là do cậu làm sao? Đương nhiên. Đủ rồi, thiên thần, không cần làm hôn lễ đâu, em không muốn trở thành trò cười của cả Vân Thành. Nghiên nhi, sao em cứ không chưa tin anh thế? Em chỉ không muốn anh cố rồi tiêu tiền thôi. Được, sẽ như em muốn. Tiểu Bạch, hủy hôn lễ đi. Lâm Yên, hôn lễ này là do em không muốn, sau này em sẽ hối hận đấy. Chu Lã, chuyện tôi nhờ chú làm. Thế nào rồi? Tôi liên hệ với Mộc Dương rồi, đợi nhà họ Lâm gia nhập thôi. Mộc Dương, sau khi nhà họ Mộc bị chiến thần tiêu diệt, Mộc Dương không ngước đầu nổi ở nhà họ Lâm. Giờ mà cho cậu ta một đơn hàng 1 tỷ thì chắc chắn cậu ta sẽ muốn lập công khuyên Lâm gia chủ ký hợp đồng. À, Mộc Dương đến rồi à? Bảo cậu ta lên đây. Gì cơ? Ý cậu nói nhà họ Lã ở Thượng Kinh muốn hợp tác với nhà họ Lâm chúng ta? Đúng vậy bố, hôm nay con đích thân đến Thượng Kinh để bàn với chủ tịch Lữ. Tốt quá rồi, bao năm nay nhà họ Lâm chúng ta bị nhà họ Chiến chèn ép, giờ có thể thay đổi tình thế rồi. Không chỉ hợp tác qua đơn hàng 1 tỷ này, mà còn là sự bắt đầu để các nhà quyền quý công nhận nhà họ Lâm chúng ta. Tại sao nhà họ Lã lại tự nhiên muốn hợp tác với chúng ta? Hay là đừng ký hợp đồng này vội, im đi. Năm đó nếu không vì cô đòi cứu chiến thiên thần, sao nhà họ Lâm chúng ta lại bị nhà họ Chiến chèn ép? Giờ khó khăn lắm mới có cơ hội thay đổi, mà cô lại ngăn cản, cô có ý đồ gì? Con gái, đây là lỗi của con rồi. Nhà họ Lã tốt xấu gì cũng là một trong 4 gia tộc lớn Thượng Kinh. Gia tộc lớn như họ, Hải Lâm thị, gia tộc bé như chúng ta, họ muốn làm gì chứ? Là con nghĩ nhiều quá, xin lỗi. Được rồi. Ấy, Mộc Dương, hợp đồng dự án đâu? Chuỗi doanh nghiệp của Đông Vương Ba Tắc đã điều tra rõ hết chưa? Rồi à? Lập tức đến Thượng Kinh cắt hết cả chuỗi doanh nghiệp của ông ta. Sư phụ bảo bọn con theo dõi nhà họ gần chị. Đây họ có hành động rồi à? Chị phụ âm thầm bảo nhà họ là hợp tác với nhà họ Lâm, chắc là đang tạo bẫy. Nhà họ Lâm đang ở nhà chúc mừng vì ký được hợp đồng. Ồ, sư phụ, lần trước ngài tổ chức hôn lễ lớn vậy, cô Lâm và thẩm phu nhân đều không tin ngài. Nhà họ Lâm hơi không biết điều. Cho dù nhà họ Lâm có biết điều hay không thì di nguyện của ông nội cũng phải hoàn thành. Ở đây hết rồi hả? Tốt quá rồi, ký hợp đồng này xong nhà họ Lâm chúng ta sẽ phất lên lại nhanh thôi. Ha ha ha, cái này là công lao của chị thứ cả. Không được ký. Hợp đồng này có vấn đề. Không được ký. Chiến thiên thần, cậu cố tình chống đối nhà họ Lâm đúng không? Hợp đồng này tôi xem không dưới 10 lần, không có vấn đề gì cả. Hợp đồng có vấn đề hả? Tôi nói chứ, cậu biết xem hợp đồng không? Hừ, cậu ta là một tên thô bỉ, chỉ biết đánh nhau thôi. Hợp đồng này cậu ta chẳng hiểu nổi một điều nào đâu mà lại còn giả vờ. Giả vờ gì chứ? Chiến thiên thần, anh thấy chị thứ tôi cũng hiến được cho nhà họ Lâm, còn mình chưa làm được gì nên đố kỵ cái gì? Dù sao thì tôi nói gì mấy người cũng không tin, nhưng tôi đã hứa với ông nội phải giúp nhà họ Lâm hưng thịnh trở lại, tôi không thể thấy nhà họ Lâm mắc bẫy mà mặc kệ được. Chiến thiên thần, cậu điên rồi sao? Chiến thiên thần, đầu óc cậu có vấn đề à? Cậu không có bản lĩnh giúp nhà họ Lâm thì thôi đi, còn dám xem mất hợp đồng nữa, cậu làm nhà họ Lâm chúng tôi mất đơn hàng 1 tỷ. Chiến thiên thần, cậu quỳ xuống cho tôi, cậu có biết trên hợp đồng này có dấu của nhà họ Lã không? Muốn để nhà họ Lã ấn lại dấu đâu phải chuyện dễ. Đúng vậy, chỉ sợ nhà họ Lã hiểu lầm là nhà họ Lâm bất mãn với dự án này không có bản điện tử. Ôi, phải làm sao đây? Lâm Yên, cô xem thằng chồng của cô đi, hủy hoại hết cả dự án, chúng tôi vất vả lắm mới vào được, có đuổi chị Chính ra khỏi gia tộc cũng không quá đâu. Nói đúng lắm, tôi sẽ bảo chị Chính đuổi mấy người ra khỏi nhà họ Lâm. Đừng, đừng như vậy, đừng như vậy. Thằng bỏ đi này còn không mau quỳ xuống xin lỗi đi, một gia tộc không biết gì. Không vào thì thôi, cùng lắm thì tôi sẽ dẫn dắt chị Chính phất dậy lại. Ôi, nhà họ Lâm chúng ta sắp vào được dưới quyền quý Thượng Kinh rồi, mà giờ bị hủy hết rồi, do cậu cả. Mẹ, mẹ đừng kích động, thứ lỗi cho con vì con làm theo ý mình. Bản chiến thiên thần sẽ ban nãy là bản copy, bản gốc ở chỗ con. Thật sao? Thật ạ, con biết ngay là chiến thiên thần sẽ làm vậy, vậy nên mới không trách được con. Con làm vậy là vì muốn tốt cho nhà họ Lâm à? Ha ha ha. Hừ, chuyện tôi muốn làm chưa bao giờ có ai ngăn được cả. Mấy người muốn nhảy vào hố lửa vậy thì lần này tôi không ngăn mấy người nữa, mấy người đợi mà hối hận đi.
hối hận á. Đợi nhà họ Lâm chúng giành được dự án 1 tỷ và được giới thượng lưu. Tôi thấy, đến khi đó, người hối hận là cậu ấy. Hừ, đến khi đó, đừng có xin bọn tôi cho cậu vào giới thượng lưu. Thư mắt nhìn Hạn Hẹp. Chồng, vẫn là anh suy nghĩ chu đáo, em đã nhìn ra Chiến Thiên Thần có gì đó sai sai từ lâu rồi. Chiến Thiên Thần, thiếu chút nữa là cậu hại chi chính chúng ta đấy, Nghiên Nhi. Lần này, em có muốn tin anh không? Mẹ, chúng ta đi thôi, đi thôi. Thần Vương Bắc Cương. Nghiên Nhi à, hôm nay là hạn cuối để Lâm Thị giao hàng cho nhà họ Lã. Chỉ cần chúng ta giao hàng cho nhà họ Lã thì con mau kiếm cớ để ly hôn với thằng bị bỏ rơi đó đi. Nhưng mà, Nghiên Nhi gì? Này, 1 tỷ vào tài khoản rồi. Chỉ cần chúng ta có mối quan hệ với nhà họ Lã thì chắc chắn giới quyền quý Thượng Kinh sẽ qua lại với chúng ta. Đến khi đó, dù con có tái hôn thì con gả cho người quyền quý ở Thượng Kinh chắc cũng không thành vấn đề. Nếu Lâm Thị mà vào giới quyền quý Thượng Kinh, liệu tôi có gần anh hơn chút không? Thần Vương Bắc Cương. Nhưng Chiến Thiên Thần đã không về nhà hẳn 1 tháng rồi. Chuyện này, ôi, Chi Thứ gọi điện đến rồi. Nhiệm vụ của nhà họ Lâm chúng ta sắp hoàn thành rồi. Ôi, để con gái tôi bỏ được thằng bị bỏ rơi đó rồi lấy người quyền quý ở Thượng Kinh như ý muốn. Tốt quá rồi. À, alo. Gì cơ? Sao lại như vậy? Mẹ, sao thế? Mẹ nói đi chứ. Xe tải chở hàng đó bị lật xe giữa đường, còn nổ nữa. Hàng chúng ta giao cho nhà họ Lã mất hết rồi. Nhà họ Lã nói chúng ta phải bù hàng nội trong 1 ngày, nếu không sẽ phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng gấp 5 lần. 5 lần trong 1 ngày sao có thể bù được nhiều hàng vậy? Tiền vi phạm 5 lần vậy là 5 tỷ. Bố, nhà họ Lâm bây giờ có nhiều tiền vậy không? Mộc Dương, do cậu cả đấy. Bây giờ chúng ta đi vay 5 tỷ này ở đâu? Sao lại trách con được? Con bản dự án vấn đề gì đâu, là nhà họ Lâm giao hàng có vấn đề mà. Ý cậu là vấn đề của nhà họ Lâm chúng tôi à? Không thì sao ạ? Có phải là con giao hàng đâu. Mọi người đừng nói nữa, rồi chuyện gấp là vay được 5 tỷ đã. Tiêu Phong, không phải Tiêu Phong thích cô sao? Cô có thể vay anh ta, tôi kết hôn rồi. Vay anh ta, dù sao thì cũng không tốt, còn không dễ à? Cô ly hôn với thằng Vô Dụng Chiến Thiên Thần đi, rồi kết hôn với Tiêu Phong là được rồi. Thằng Vô Dụng Chiến Thiên Thần đi đâu rồi? Mau gọi nó về, gom tiền trả nợ. Ừ, gả cho thằng Vô Dụng thế chẳng có ích gì cả, mau ly hôn đi. Nguyễn Đại Tiểu Thư có hứng ghê, chạy đến đây chặn tôi. Chiến Thiên Thần, lần trước giọng điệu tôi nói với anh không được tốt, tôi xin lỗi. Nhưng anh giúp tôi với, kết hôn với tôi đi. Tôi không kết hôn với cô đâu. Nhà họ Lâm sắp xong đời rồi, anh có thể ly hôn với Lâm Yên rồi kết hôn với tôi. Sao cô biết chuyện nhà họ Lâm? Chẳng lẽ cô cũng tham gia sao? Tôi không có. Nhưng rõ ràng đây là cái bẫy. Nhà họ Nguyễn thế lực mạnh, điều tra một chút là biết thôi. Nguyễn Tiểu Thư, sao cô lại nghĩ tôi sẽ giúp được cô? Chuyện nhà họ Tiêu và nhà họ Mộc, anh đều có thể mở tay Chiến Thần và Nhậm Gia để giải quyết. Vậy nên tôi biết chắc chắn anh là thuộc hạ của Thần Vương Bắc Cương, hơn nữa rất quyền lực. Tôi không giúp được, cô tìm người khác đi. Sư phụ, tháng này chúng ta đã cắt 5 công ty của Đông Vương Bắc Tắc rồi. Tiếp theo, đến Vân Thành. Chắc người nhà họ Lâm nhận được một bài học rồi. Là lúc đi xử lý bãi chiến trường rồi. Vâng. Xử lý xong chưa? Xe nổ rồi ạ. Không đưa được hàng đến nữa đâu. Nhà họ Lâm, đợi mà phá sản. Lưu lạc ngoài đường đi. Chiến Thiên Thần, có hậu quả của nhà họ Lâm, tôi xem ai còn dám nhận anh. Alo, sếp Tiêu. Tôi có thể vay anh 5 tỷ không? Anh giúp nhà họ Lâm được không? Nghiên Nhi, không phải anh không giúp em. Nhà họ Tiêu vì bị Chiến Thần Bắc Cương chèn ép cũng không có vốn. Thế này đi, để anh tìm người giúp em. Cô hẹn người ta ra, lợi dụng gương mặt của cô, cô nói qua điện thoại sao sếp Tiêu đồng ý với cô được. Lâm Yên, cô cố tình à? Ấy, mấy người là ai? Vào kiểu gì thế? Quản gia, tôi là luật sư pháp lý của nhà họ Lã. Nếu mấy người không muốn vào tù thì giờ thế chấp tất cả nhà của nhà họ Lâm đi. Số nợ còn lại, nhà họ Lã nói có thể cho nhà họ Lâm thời gian 1 năm để trả hết. Lâm Yên, còn không mau đi tìm Tiêu Phong, chỉ có anh ta cứu được nhà họ Lâm thôi. Chuyện này Tiêu Phong không cứu được nhà họ Lâm đâu. Chiến Thiên Thần, thằng Vô Dụng nhà cậu còn có mặt mũi để nói sếp Tiêu à? Từ khi nhà họ Lâm xảy ra chuyện đến giờ cậu đã đi đâu? Đương nhiên là tôi có chuyện cần làm. Khốn nạn, giờ còn gì quan trọng hơn nhà họ Lâm chúng tôi? Cậu là con rể chi chính, nhà họ Lâm có chuyện cậu không về giải quyết mà làm chuyện của mình. Tôi thấy số tiền này nên để mình cậu gánh. Lúc trước người đòi ký hợp đồng là ông, giờ xảy ra chuyện người đổ cho tôi vẫn là ông. Lâm gia chủ, da mặt của ông dày hơn tường thành ấy. Đủ rồi, thằng bị bỏ rơi cậu còn dám chỉ trích tôi, cậu có cách để cứu nhà họ Lâm không? Không có thì im đi. Đương nhiên là tôi có, nhưng tôi có điều kiện. Sau hôm nay, Lâm gia chủ, để Lâm Yên làm. Gì cơ, em làm á? Chiến Thiên Thần, cậu muốn hại chết chi chính chúng ta à? Cậu không biết từ hôm nay nhà họ Lâm sẽ phá sản. Cậu đòi Nghiên Nhi kế thừa vị trí gia chủ, rõ ràng là cậu muốn Nghiên Nhi xử lý đống hỗn độn này.
Chiến Thiên Thần đúng là mất não. Nhà họ Lâm bây giờ đang nguy hiểm, tiền vốn dự án còn không có để xoay, tiền lương mấy trăm người trong công ty còn chưa trả, giờ bảo Lâm Miên gánh. Loại như cậu chỉ nên ở nhà giặt quần áo nấu cơm thôi, không làm được chuyện gì cả, đàn ông chưa biết mùi đời. Là thế đấy, cậu muốn vị trí gia chủ đúng không? Được, tôi cho cậu. Lâm Nghiên, từ hôm nay vị trí gia chủ là của cháu. Chiến Thiên Thần, không ngờ khi ở Thượng Kinh ai cũng bắt nạt được cậu, mà đến Vân Thành thì biết ra vẻ ghê. Cô là ai? Tôi là luật sư nhà họ Lã. Năm đó tôi đã chứng kiến anh bị nhà họ Chiến sỉ nhục, đánh xong ném ra khỏi nhà. Ồ, thì ra là cô à. Tôi nhớ Tiểu Tam ông Lã nuôi. Anh Chiến Thiên Thần, bây giờ anh ở đây cãi nhau với tôi có ích à? Nhà họ Lâm nợ nhà họ Lã, hoặc là thế chấp hết nhà, hoặc là mấy người đi tù hết. Chúng tôi không muốn vào tù, chúng tôi chọn thế chấp. Đúng. Cô Lâm, cái này là giấy công chứng thế chấp nhà, cô mau ký tên rồi đưa người nhà họ Lâm cút ra ngoài đi. Ấy, anh ném hợp đồng là vì anh muốn người nhà họ Lâm vào tù hết sao? Anh muốn làm gì vậy? Chiến Thiên Thần, anh muốn chúng ta vào tù hết sao? Lo gì, tôi sẽ đảm bảo mấy người không sao cả. Được rồi. Chiến Thiên Thần, anh cũng chỉ có thể ra vẻ ở nơi bé nhỏ như Vân Thành thôi. Tôi đến từ Thượng Kinh, biết anh thế nào, nhiệm tình nhà họ Lã, có quan hệ tốt với nhà họ Chiến. Anh cũng là con cả nhà họ Chiến. Tôi sẽ cho anh bây giờ tát mình 10 cái, cút ra ngoài từ dưới hai chân tôi. Tôi sẽ cân nhắc cho nhà họ Lâm ở nhà họ Lâm thêm một đêm, mai rồi cút. Chiến Thiên Thần, cậu còn đứng đấy làm gì, còn không làm theo đi. Lâm Nghiên, em cũng muốn anh làm theo sao? Em được, anh biết rồi. Sau này tôi là nữ chủ nhân của nhà họ Lã, anh lăn qua chân tôi. Anh không thiệt, anh dám đánh tôi, căn nhà này của các người thế chấp nữa, tất cả các người sẽ ngồi tù. Chiến Thiên Thần, không ngờ anh lại đánh cả phụ nữ, anh làm em thất vọng quá. Cậu ta không chỉ đánh phụ nữ mà còn hại Lâm thị chúng ta ngồi tù, đúng là bị ổi vô liêm sỉ. Con mau ly hôn với cậu ta đi. Chỉ ly hôn thôi thì dễ dàng cho anh ta quá, anh ta phải ngồi tù với chúng ta. Phải đấy, phải đấy, các người đúng là ngang ngạnh. Yên tâm, tôi sẽ không để các người ngồi tù đâu. Còn cô ta sẽ nhận sự trừng phạt thích đáng. Trừng phạt á? Ở đây làm gì có ai dám trừng phạt tôi chứ. Họ không có tư cách, nhưng tôi thì có. Khoản nợ của nhà họ Lâm không cần truy cứu nữa, cô mau về đi. Tại sao vậy sếp Lã? Đây là ý của quyền tướng, đó là 5 tỷ đấy sếp ơi, bỏ là bỏ thế nào hả? Im đi, cô dám chất vấn quyết định của quyền tướng à? Cô có biết người đằng sau quyền tướng là ai không? Cô chán sống rồi à? Nhưng tôi vẫn muốn sống. Tôi đã bảo rồi, tôi dám đảm bảo nhà họ Lâm bình an vô sự. Còn cô, anh là cái thá gì? Nếu không phải quyền tướng ra tay thì nhà họ Lâm toang từ lâu rồi. Nguyễn tiểu thư, cầm đi, quỳ xuống xin lỗi Chiến tiên sinh đi. Nguyễn tiểu thư, có phải là vị thiên kim tôn quý nhất hoa quốc không? Chắc là đúng rồi, thấy bảo không ai dám làm trái lời Nguyễn tiểu thư cả, nếu không kết cục sẽ rất thê thảm. Mọi người bớt lời đi, kẻo lại gây họa cho nhà họ Lâm đấy. Nguyễn tiểu thư, dựa vào đâu mà bắt tôi xin lỗi tên ăn hại này hả? Cô to gan lắm, nếu không làm theo lời tôi nói, cô biết sẽ có kết cục như nào không? Chiến tiên sinh, bây giờ tùy anh xử lý cô ta, cứ làm theo ý cô đi, tự vả 10 phát. Còn nữa, cô phải chui qua hàng tôi rồi cút, đồ dơ bẩn. Hay là mỗi lần vả một phát hãy nói một câu: Chiến gia gia, tôi sai rồi. Bộ đức à, nghe thấy chưa? Chiến gia gia tôi sai rồi. Chiến gia gia tôi sai rồi. Chiến gia gia tôi sai rồi, cút. Dạ. Bây giờ anh có thể đồng ý yêu cầu của tôi rồi chứ? Không được. Họ Chiến kia, cậu dám làm trái ý Nguyễn tiểu thư à? Im đi. Chiến Thiên Thần, tôi sẽ đợi đến ngày anh đồng ý. Nguyễn tiểu thư, xin hỏi tại sao cô lại giúp nhà họ Lâm? Tôi giúp nhà họ Lâm chỉ vì Chiến Thiên Thần thôi. Chiến Thiên Thần, rốt cuộc anh và cô ta có quan hệ gì? Nếu anh bảo cô ấy muốn anh cưới cô ấy nhưng anh từ chối thì em có tin không? Sếp Lã, quyền tướng nợ ân tình của chúng ta, thế là phe này chúng ta có thể làm thân với Thần Vương Bắc Cương rồi. Phải đấy, ha ha ha, chúng ta phải cảm ơn sếp bảo tôi đối phó với nhà họ Lâm, thế nên mới khiến quyền tướng nợ ân tình của chúng ta còn được làm thân với Thần Vương Bắc Cương nữa chứ. Có điều tại sao quyền tướng lại giúp nhà họ Lâm chứ? Ôi trời, nhưng lần này quả thực xin lỗi cậu vì không thể giúp cậu đối phó tên phế vật Chiến Thiên Thần kia. Chiến Thiên Thần chẳng qua chỉ là một con kiến hôi mặc cho người ta giẫm đạp, nào dành tính sổ với hắn sau. Tôi phải làm thân với Thần Vương Bắc Cương, đây là chuyện cấp bách. Nói với bố tôi thế. Lão gia, chả ông bị giao vị trí gia chủ cho con khốn Lâm Nghiên kia ư? Phải đấy bố, giờ nhà họ Lâm đã bình an vô sự rồi, bố phải cướp lại vị trí gia chủ chứ. Yên tâm, bố đã bảo bạn bè của giới kinh doanh Vân Thành phát thư mời thương hội cho nó rồi, và căn dặn họ lúc ở thương hội hãy ép nó thoái vị, sau đó tôi sẽ xuất hiện cướp lại vị trí gia chủ. Lão gia anh minh. Sếp Tiêu, anh đang ở Thượng Kinh cơ mà. Nghiên Nhi, lần này anh đến vì muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến em. Lần trước nhà họ Lâm xảy ra chuyện, tuy anh không có cách nào vay tiền,
nhưng anh đã tìm đến tất cả các mối quan hệ quyền uy ở Thượng Kinh, bảo họ đến Vân Thành giúp đỡ. Có nghĩa là cậu đã dùng mối quan hệ để giúp nhà họ Lâm tôi ư? Cái gì? Không ngờ người giúp nhà họ Lâm lại là nhà họ Nguyễn và Quyền tướng. Xem ra tôi phải tiếp cận nhà họ Lâm nhiều hơn mới có cơ hội kết thân với nhà họ Nguyễn và Quyền tướng. Nhưng tôi nghe Nguyễn tiểu thư bảo cô ấy đến vì Chiến Thiên Thần, lúc đó nhà họ Tiêu bị Thần Vương Bắc Hiểu Lâm chèn ép, hành sự bất tiện, quá phách lối, cho nên lúc nhờ họ giúp, anh đã dặn họ đừng nhắc đến tên của anh. Chắc là Nguyễn tiểu thư bị vừa một lý do đấy. Nếu em không tin, có thể kiểm tra lịch sử cuộc gọi của anh. Cô ấy định kiểm tra thật ư? Tôi tin anh. Anh tìm mọi cách cứu nhà họ Lâm, cuối cùng lại bị hắn cướp công. Anh ra đó tranh cãi đi chứ, chuyện nhỏ nhặt này không xứng để tôi tranh cãi. Hơn nữa trước nay Nghiên Nhi chưa từng tin tưởng tôi, nói nhiều cũng vô ích, còn có tôi mà. Tôi tin anh, cho nên anh đồng ý kết hôn với tôi không? Nguyễn tiểu thư, cô có thể đi được rồi. Nghiên Nhi, anh sẽ cùng em tham dự thương hội, dựa vào các mối quan hệ của anh, họ nhất định sẽ chấp nhận em trở thành tân gia chủ. Nếu đi cùng Chiến Thiên Thần chỉ tổ chức thêm gánh nặng thôi. Mình vừa tiếp nhận vị trí gia chủ, không được để thiên hạ đồn thổi mối quan hệ mập mờ với Tiêu Phong. Còn Chiến Thiên Thần tuy đã cứu nhà họ Lâm, nhưng không phải dựa vào thực lực của mình, anh ấy đi cùng mình cũng chẳng giúp được gì, ngược lại còn liên lụy đến mình. Cảm ơn sếp Tiêu, tôi đến thương hội cùng mẹ là được rồi. Chiến Thiên Thần, tuy anh đã được sự ưu ái của Chiến Thần và Nhậm gia, nhưng Thượng Kinh sắp chào đón một nhân vật lớn ngang tầm Thần Vương Bắc Cường đấy, rất coi trọng nhà họ Tiêu. Cái mạng chó của anh sẽ do tôi định đoạt. Hừ. Thiên Lý Nhĩ xuất. Anh ấy làm gì vậy trời? Các vị, công ngoan không sợ muộn, lương duyên không sợ người. Nắm quyền mới của nhà họ Lâm đến rồi, bọn tôi suýt thì quên mất sự tồn tại của cô. Xin thứ lỗi, mau ngồi vào bàn đi. Ôi chao, sếp Lâm, hết ghế rồi, đồ ăn lên hết rồi, hay là hai người đứng nhìn bọn tôi ăn nhá. Ha 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 ha, sếp Lưu, một dịp trọng đại như vậy mà ông lại nói khó nghe như thế, ông định làm khó để sỉ nhục mẹ con tôi à? Làm khó hả? Sỉ nhục ư? Nếu bà đã nói những lời như vậy thì bọn tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Bọn tôi phản đối Lâm Nghiên trở thành gia chủ của nhà họ Lâm. Đây là chuyện của nhà họ Lâm tôi, không cần sự công nhận của các người. Cô làm gia chủ nhà họ Lâm đương nhiên không liên quan đến bọn tôi, nhưng nếu cô muốn tiếp nhận tập đoàn Lâm Thị thì đương nhiên sẽ liên quan đến bọn tôi rồi. Làm ăn kinh doanh, coi trọng nhất là các mối quan hệ. Tất cả các vị ở đây đều làm ăn buôn bán ở cái đất Vân Thành này 10 năm rồi. Tất cả bọn tôi đều là những chuyên gia có thành tích và có đóng góp cho GDP của Vân Thành. Cô không xứng ngang hàng với bọn tôi, càng không xứng làm gia chủ. Tôi khuyên cô mau thoái vị đi. Đã đến lúc để nhà họ Lâm tiếp nhận dự án lớn của tập đoàn Thiên Thần rồi, giúp nhà họ Lâm phục hồi đi. Rõ, con đi làm ngay hả? Nghiên Nhi phải được tất cả mọi người công nhận, mới có thể ổn định cục diện. Nhớ lấy, đừng lấy danh nghĩa của tôi. Sư phụ, ngài không muốn Lâm tiểu thư biết ngài đang giúp cô ấy, sau này nhà họ Lâm phục hồi nhất định ngài sẽ bị họ đá bay. Lâm Nghiên không giống nhà họ Lâm, tôi tin người năm đó liều mạng để cứu tôi sẽ không tệ như vậy đâu. Dưới sức hút của quyền lực và tiền tài, rất nhiều người sẽ đánh mất sự lương thiện ban đầu. Basira Hoshi và bảo vệ Hoa Quốc mới là nhiệm vụ cấp thiết của chúng ta. Cậu thông báo cho Phượng Quyền ngay, bảo ông ấy cử người đem dự án tới, sau đó tiếp tục theo dõi Shira Hoshi. Rõ. Tôi nói cho ông biết, ông càng không có tư cách sắp đặt vị trí gia chủ của nhà bọn tôi. Ôi đáng tiếc quá, chỉ cần Lâm Nghiên làm gia chủ nhà họ Lâm một ngày thôi thì bọn tôi sẽ dừng hợp tác với nhà họ Lâm. Tôi nghĩ người nắm quyền mới như cô ta sao có thể cai quản được tập đoàn Lâm thì chứ. Hừ, đấy, đẹp mặt chưa. Các vị, tiểu bối không hiểu chuyện, tôi thay mặt hai mẹ con nó xin lỗi các vị. Chiến Thiên Thần, cậu đến đây làm gì? Đừng làm bọn tôi dơ mặt. Chiến Thiên Thần, anh mau về đi, đây không phải nơi anh nên đến đâu. Tôi nhớ lúc đầu khi các chi thứ các người, nhưng vị trí gia chủ có bị ai ép đâu. Chính xác, đúng là như vậy. Nhưng sau khi Lâm Nghiên làm gia chủ, chả chốt được cái hợp đồng nào, chi thứ bọn tôi ít nhất còn chống đỡ được Lâm Thị. Để Lâm Thị không bị phá sản, tôi tình nguyện vác cái thân giả này đến đây đòi lại vị trí gia chủ. Hôm nay chú hai còn chưa đến, lời nói của một chi thứ như bà không thể cho nhà họ Lâm được. Dương Mai, một dịp hệ trọng như vậy mà Lâm An không dám đích thân đến à? Hừ, thế mà còn đòi lấy lại vị trí gia chủ, nằm mơ giữa ban ngày à? Hừ, chuyện nhỏ nhặt này không cần ông ấy đích thân ra mặt. Các vị, sau này nhà họ Lâm có việc quan trọng gì cứ đến tìm Dương Mai tôi là được. Vậy ý của bà là chỉ cần Nghiên Nhi nhận được dự án là từ nay các người sẽ không sinh sự nữa phải không? Nhận được dự án 2 tỷ thì bọn tôi sẽ phục sát đất. 2 tỷ ư? Dì đánh đố tôi à? Dì hai, dì cố tình làm khó tôi chứ gì. Dự án 2 tỷ à? E rằng cả cô cộng thêm Lâm An và Mộc Dương thì cả đời này cũng chả kiếm được đâu. Ha ha ha. Các vị, tập đoàn Lưu Thị tôi tuyên bố chỉ cần chi thứ nhà họ Lâm ngồi vào vị trí gia chủ nhà họ Lâm thì tôi sẽ ký kết hợp đồng trị giá 2 tỷ với nhà họ Lâm. Lâm Nghiên, nếu cô đã không nhận được hợp đồng thì ngoan ngoãn trả lại vị trí gia chủ cho tôi đi. Nhậm gia, Nhậm gia, sao ông ấy lại đến đây? Còn có Phượng Cửu, ông trùm giới kinh doanh nữa, chủ tịch thương hội toàn cầu, con trai duy nhất của Quyền tướng, tương lai sẽ kế thừa vị trí của Quyền tướng, hai ông trùm của Thượng Kinh lại đến đây chứ?
Lâm tiểu thư, bố tôi rất đề cao năng lực của cô, ngỏ ý muốn hợp tác cùng cô. Đây là hợp đồng trị giá hàng chục tỷ, chỉ cần cô đồng ý thì giờ chúng ta có thể ký kết luôn. Ngoài ra, đây là thư mời, hội nghị thương hội toàn quốc. Hội nghị thương hội sẽ mở màn vào 3 tháng sau, đến lúc đó, hy vọng cô có thể đến dự cùng người nhà. Ôi rồi ôi, dự án hàng chục tỷ, vị trí gia chủ nhà họ Lâm phải thuộc về Lâm Yên. Đã vậy còn được tham dự hội nghị thương hội toàn quốc. Tôi nỗ lực cả nửa đời, cũng chưa nhận được thư mời. Lâm Yên, cô. Cảm ơn tất cả mọi người đã có đóng góp cho tập đoàn trong nhiều năm qua. Hy vọng trong tương lai mọi người sẽ tiếp tục cố gắng. Cảm ơn mọi người. Hợp tác vui vẻ, kính sếp Lâm. Sếp Lâm, chỉ mới 3 tháng ngắn ngủi mà cô đã vực dậy cả tập đoàn Lâm Thị. Còn nuôi sống hàng trăm nhân viên công ty nữa chứ. Bây giờ thiên hạ đều tán dương, cô là một kỳ tài kinh doanh không thua kém gì đàn ông. Đúng là một nữ cường. Con gái tôi đương nhiên là nữ CEO giỏi nhất rồi. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Chỉ muốn nói với con, ngày mai là ngày mở màn hội nghị thương hội toàn quốc. Mẹ nghe nói hội nghị lần này ngay cả nhân vật lớn như thần vương Bắc Cương cũng đến đấy, cho nên hội nghị lần này được tổ chức rất long trọng. Mẹ đến nhắc nhở con đừng để cái thằng An Hải Chiến Thiên Thần kia đi theo. Con mau ly hôn với cậu ta đi, giờ thân phận con tôn quý, đừng để cậu ta trở thành vết nhơ của con. Con biết rồi, giờ anh ta không cùng đẳng cấp với con sẽ ly hôn với anh ta ngay. Bây giờ nhà họ Lâm sẽ khởi hành đến Thượng Kinh, sếp Tiêu sẽ đến đón chúng ta, đừng để Chiến Thiên Thần kia biết. Anh đến đây làm gì? Tôi đến tìm Nhi Nhi để cùng tôi tham gia hội nghị ngày mai. Chiến Thiên Thần, anh biết anh đang nói gì không hả? Sếp Lâm được quyền tướng đích thân mời đến, anh có thư mời không mà đòi đi cùng sếp tôi, e rằng anh sẽ bị chặn ngoài cửa đấy. Thời gian của tôi có hạn, không rảnh đôi co với cô. Bớt tính tướng đi, anh chẳng phải là tên ăn hại bám váy sếp Lâm đó sao? Thế mà còn đòi đến Thượng Kinh à? Anh không xứng, sếp Lâm đi lâu rồi. Tôi nói cho anh biết, một tên ăn hại không quyền không tiền như anh, sớm muộn sếp Lâm cũng sẽ ly hôn với anh. Cả nhà sếp Lâm đã cùng sếp Tiêu đến Thượng Kinh trước rồi, cô bảo sao? Nhiên Nhi, em đang ở đâu? Trên đường đến Thượng Kinh, sao em lại giấu anh? Giấu cậu thì sao? Hội nghị thương hội là một nơi cực kỳ cao cấp, cả nhà tôi đều nghĩ cái ngữ dưới đáy xã hội như cậu căn bản không có tư cách đến đó. Thế cơ à? Bà có biết không, nếu thương hội này không có tôi thì không thể mở màn đâu. Chiến Thiên Thần, anh đừng nói mấy lời này để lừa dối tôi nữa. Thương hội ngày mai do quyền tướng đứng ra tổ chức, khách hứa toàn là những người nổi tiếng và có máu mặt trên toàn quốc, không phải trò đùa của anh đâu. Nếu nhà họ Lâm mà biết thương hội này được tổ chức trước vì sư phụ, nhất định sẽ hối hận đến chết. Không cần nhiều lời, khởi hành đến Thượng Kinh ngay. Nhà họ Lâm có được ngày hôm nay tất cả là nhờ vào sự giúp đỡ của sư phụ. Có điều nhà họ Lâm này không biết tự lượng sức mình, tự cho mình là đúng, không coi ai ra gì. Thương hội lần này nhất định sẽ khiến họ sáng mắt ra. Nghiên Nhi, hội nghị thương hội lần này con phải biểu hiện thật tốt đấy, nhớ phải kết thân thật nhiều quyền quý Thượng Kinh đấy. Nếu đủ may mắn, có khi chúng ta còn bắt chuyện được với thần vương Bắc Cương đấy. Thần vương Bắc Cương ư? Phải đấy Nghiên Nhi, mặc kệ tên Chiến Thiên Thần kia cái ngữ ăn hại như hắn, đến một dịp hệ trọng như này khác gì một thằng hề đâu. Đã vậy còn làm liên lụy đến người khác. Phải đấy, đến lúc đó nếu nó bị giới quyền quý Thượng Kinh tẩy chay thì cả cơ ngơi Lâm Thị mà con khổ cực phục dậy cũng bị liên lụy đấy. Con bảo rồi, anh ta không cùng đẳng cấp với con, nên Chiến Thiên Thần không còn dính líu gì đến con nữa. Nào về con sẽ tìm cơ hội ly hôn với anh ta, rồi cho anh ta một khoản bồi thường. Xin mời nhà họ Lâm ở Vân Thành. Không ngờ tên phế vật Chiến Thiên Thần này không đến. Số tên này hên thật đấy. Tôi vốn định nhân thương hội lần này cho hắn biết tay, tên phế vật đó làm gì có tư cách đến đây chứ. Thôi, đừng nhắc về thằng nghịch tử kia nữa, mong được hợp tác. Nhà họ Nguyễn ở Thượng Kinh, mời vào. Thần vương Bắc Cương hiếm khi đến một dịp công cộng như này, chúng ta nhất định phải nắm bắt cơ hội bằng mọi giá, phải kết thân với ngài ấy. Ôi chào ông, cháu trai quả đúng là tâm cao khí ngạo. Thần vương Bắc Cương là bá chủ Hoa Quốc, cho dù nhà họ Chiến nỗ lực hết mình cũng chưa chắc có thể kết thân với ngài ấy. Nguyên lão phu nhân đừng nói hết ra như vậy, trước đó quyền tướng đã từng giao lưu với chiến phủ tôi rồi. Quyền tướng là thủ hạ đại tướng của thần vương Bắc Cương đấy, giao lưu với nhà họ Chiến chắc chắn là ý của thần vương Bắc Cương. Có thật không? Bà, lời này cháu không dám nói đùa đâu. Cháu à, không ngờ cháu dạy dỗ thiên thần trở nên tài giỏi như vậy, không ngờ lại từng có qua lại với bá chủ Hoa Quốc. Bà ơi, bà nhầm rồi, anh ta là chiến phủ không phải chiến thần. Thằng nghịch tử thiên thần kia đã bị nhà họ Chiến tôi trục xuất ra khỏi gia tộc rồi, nghe nói hôm nay có thể đưa cả người thân đi cùng. Sao tôi không thấy Chiến Thiên Thần? Chẳng lẽ hai người ly hôn rồi à? Nơi này không dành cho cậu ta. Có điều ly hôn là chuyện sớm muộn thôi, các người đúng là có mắt như mù, ngu ngục. Người nắm quyền tập đoàn lớn của Thượng Kinh còn chả dám chọc tức Nguyễn tiểu thư, một đoàn thể FGO đến từ Vân Thành mà dám ăn nói hỗn láo, đúng là không biết trời cao đất dày. Xem ra hôm nay họ muốn hủy hoại cả tiền đồ của gia tộc đây mà. Kìa, Nguyễn tiểu thư,
Nếu bọn tôi làm sai ở đâu, mong cô nói rõ ạ. Sai lầm của các người chính là cưu mang Chiến Thiên Thần vào nhà họ Lâm, để tên phế vật đó có trốn dung thân. Khó khăn lắm mình mới có thể vực dậy Lâm thị, không thể để đổ xong đổ bể. Sao thế? Cứu một tên phế vật, giờ biết sai rồi à? Anh, đều tại tôi trẻ người non dạ. Mong xếp Chiến và chủ tịch Chiến bớt giận. Tôi thành thực xin lỗi hai vị. Chủ thượng, tin tức cậu tham dự thương hội đã được lan truyền toàn quốc, bây giờ rất nhiều nhân vật máu mặt chưa có thư mời lần lượt khởi hành đến Thượng Kinh chỉ để diện kiến cậu. Có điều chủ thượng cứ yên tâm, khu vực kết giao với hội trường đã bị phong tỏa hết, sẽ không có kẻ làm phiền cậu đâu. Người dân xung quanh đã tự động lẩn tránh, người của chúng ta cũng đã ẩn náu trong hội trường, cực kỳ an toàn, tuyệt đối không xảy ra sai sót. Thư thái mẹ, mọi người đợi 2 tiếng đồng hồ rồi. Thần Vương Bắc Cương rốt cuộc có đến không vậy? Đúng là cái bọn tình này kém hiểu biết quá. Tôi không hiểu tại sao Huyền tướng lại đưa vé vào cửa cho cô ta. Hôm nay sân bay quốc tế Thượng Kinh có 2 chuyến bay của Air China, hộ tống một chiếc máy Airbus riêng mang số hiệu A380. Đó là máy bay riêng của Thần Vương Bắc Cương. Và phong tỏa tất cả khu vực xung quanh hội trường. Quy trình khắc khe và phô trương như vậy, chỉ Thần Vương Bắc Cương mới có thôi. Phải đấy, đừng nói là đợi 2 tiếng, kể cả đợi 1 ngày, cũng là phúc phận của chúng ta. Ừm. Đến rồi, Thần Vương Bắc Cương đến rồi ư? Phủ Nhi, mau lấy quả gặp mặt ra đây. Chiến Thiên Thần là thủ hạ đắc lực của Thần Vương Bắc Cương, liệu anh ấy có đến thương hội lần này không nhỉ? Mình đã mừng tượng dáng vẻ của ngài vô số lần, cuối cùng gặp được ngài rồi, Thần Vương Bắc Cương. Shirahoshi ư? Lần trước thủ hạ của ông ta đã bắt cóc mình. Shirahoshi, không mời mà đến, là ý gì hả? Đương nhiên, đến để gặp Thần Vương Bắc Cương của các người rồi. Tin rằng, thành ý của ta đủ để tham gia thương hội của người Hoa Quốc. Thần Vương Bắc Cương, mau xuất hiện đi, đến nay Thượng Kinh không còn hòa bình như vẻ ngoài nữa. Shirahoshi không mời mà đến, xử lý như nào ạ? Ông ta bảo muốn gặp cậu. Chủ thượng, thứ lỗi tôi mạo muội, ngoại trừ hôm nay, cậu có thể gặp ông ta bất cứ lúc nào, tại sao chứ? Do đấu chính diện, ông ta căn bản không phải đối thủ của sơ hội hôm nay. Tất cả tầng lớp thượng lưu trên toàn Hoa Quốc đều quy tụ về đây. Sản nghiệp Shirahoshi bố trí ở Thượng Kinh đã bị cắt đứt một nửa vì quan hệ của chủ thượng. Đến nay, ông ta không mời mà đến, nếu chủ thượng vẫn muốn gặp ông ta thì tất cả mọi người sẽ nghĩ rằng chủ thượng cho phép ông ta là một kẻ ngoài cuộc. Nếu ông ta nhận được sự cho phép thì sau này hành sự ở Thượng Kinh nhất định sẽ làm ít công to. Cho nên, thương hội hôm nay hủy đi. Xin lỗi Shirahoshi, chỉ khi có phiếu vào cửa mới được ra thương hội, đây là quy định của chủ thượng, không có ngoại lệ. Ồ. Xin hỏi, quy danh của vị này? Tài hầu Hoa Quốc, Vạn Triệu. Mình sao thế này, khí huyết đột nhiên trào ngược. Vạn Triệu. Quyền tướng đến rồi. Nên Thần Vương Bắc Cương cũng phải đến rồi chứ, nhân vật lớn này là người nắm quyền mạch máu kinh tế, cũng là chủ tịch 10 nhiệm kỳ liên tiếp của thương hội. Quyền tướng, phải đấy, ông ấy cho nhà họ Lâm cơ hội tham dự thương hội. Nghiên Nhi, chính miệng ông ấy bảo, ông ấy đánh giá cao con. Con mau tiến lên, nắm bắt thời cơ, giúp nhà họ Lâm nói vài lời hay ý đẹp đi. Chủ tịch Phượng, chào ông, cô là ai? Mau đi đi. Không một ai dám tiến tới ngăn cản tôi đối phó với Shirahoshi, người phụ nữ này ngu xuẩn như thế, ai đã gửi thư mời cho cô ta? Chiến Thiên Thần cưới cô đúng là xui xẻo, chẳng lẽ cô không nhìn ra tình hình à? Tôi là khách quý do đích thân chủ tịch Phượng mời tới, sao tôi lại không thể nói lời cảm ơn chứ? Gia tộc của Nguyễn tiểu thư có quyền thế lớn, cô có thể không hiểu những lễ nghĩa này? Tôi thì không. Shirahoshi, rất tiếc khi phải nói cho ông biết, ông đi một chuyến uổng công rồi. Năm nay thương hội hủy bỏ rồi. Sao cơ? Tại sao vậy? Cái gì thương hội hủy bỏ? Thế là không gặp được Thần Vương Bắc Cương à? Thần Vương Bắc Vương không tới, nhà họ Chiến chúng tôi khó mà giữ được. Chủ của Hoa Quốc đối xử với con dân của cậu ta như thế này sao? Các vị đã ở đây cực khổ chờ mấy tiếng đồng hồ, chỉ một câu hủy bỏ của cậu ta, tôi thấy là các vị bị cậu ta đùa bỡ rồi. Shirahoshi nói đúng lắm, tôi đợi ngày này đợi tận 3 tháng, một câu hủy bỏ của Thần Vương Bắc Cương khiến chúng tôi mừng hụt. Đây không phải đùa bỡ chúng tôi sao? Tên vô dụng Chiến Thiên Thần kia lúc đó còn giả mạo Thần Vương Bắc Cương, lần này may mà cậu ta không tới, nếu cậu ta tới đây nhà họ Lâm chúng ta ắt sẽ gặp tai vạ. Thần Vương Bắc Cương bảo vệ an nguy cho Hoa Quốc là thần hộ mệnh cho tính mạng các vị mới còn sống mà đứng đây nói về quyền thế hôm nay, đúng là một đám không biết ơn. Ôi, cô rất thú vị, mong cô có thể trở thành khách quý trong buổi triển lãm của tôi. Nếu thương hội hủy bỏ rồi, vậy mong là mọi người nể mặt tôi một chút, ngày mai tới tham dự buổi triển lãm của tôi. Shirahoshi đã nhiệt tình ngỏ lời chúng tôi, tất nhiên sẽ đi. Tốt, vậy ngày mai tôi sẽ chờ mọi người. Đại giá quang lâm. Ha ha ha. Đi nào, các thế gia lớn đều đang phụ thuộc vào Shirahoshi, chỉ mong không bị liên lụy. Ngược lại, nhà họ Nguyễn lại không hùa theo ai, không sợ có ngày rơi đài. Đồ nhà quê, nhà họ Nguyễn có căn cơ 800 năm, vốn liếng khổng lồ. Hiện tại các tập đoàn tài chính ở Hoa Quốc có thể chia thành 4 phần lớn. Thần Vương Bắc Cương hiện giờ nắm 1 phần, Shirahoshi cũng có 1 phần, còn lại chính là nhà họ Nguyễn. Sau cùng mới đến chúng ta, các tập đoàn lớn cộng lại
mới được tính một phần. Bất cứ con cháu nào của gia tộc Nguyễn thị sống buông thả không làm việc cũng có vô số vinh hoa phú quý để hưởng cả đời. Nhưng Chiến Thiên Thần cho tôi mau nhanh chóng ly hôn với anh ấy. Tiểu thư này chẳng lẽ đầu óc có vấn đề? Chỉ là một thằng vô tích sự mà thôi, cho cô ta là được. Nếu mà là con sẽ ra giá thật cao từ trước, bán anh với giá tốt nhất. Không đúng, một gã không quyền không thế nói dối như cuội. Vì sao cô ta lại cần một gã đàn ông như vậy? Có lẽ là vì thấy Chiến Thiên Thần dễ bắt nạt, cũng có thể là Chiến Thiên Thần có được vẻ bề ngoài chất lượng. Nhiều thiên kim nhà giàu có sở thích này, thích chói đàn ông chơi đùa. Còn quyền tướng, rõ ràng con trai ông ta thích con, vì sao ông ta lại không biết con? Đây là lễ nghi của chúng tôi, muốn đi theo Shirahoshi phải có thói quen quỳ xuống. Sakurari, tôi bằng lòng vì Shirahoshi trả giá tất cả. Không ngờ Tiêu Phong này lại làm chó cho Shirahoshi. Sư phụ, lúc trước người không nên nghe lời của Lâm tiểu thư mà cho nhà họ Tiêu một con đường sống. Việc đã đến nước này, sau này tôi sẽ không tha cho hắn nữa. Ngày mai theo tôi đi xem Shirahoshi này rốt cuộc định giở trò gì. Thương hội hủy bỏ, Nghiên Nhi, chúng ta đành tìm cơ hội làm quen quyền quý thượng kinh ở buổi triển lãm hôm nay. Con nhất định không thể thua kém. Mẹ đừng nói nữa, con biết rồi. Shirahoshi, những nhân vật có tiếng của Hoa Quốc đều đã có mặt. Tốt, hôm nay tôi muốn phá vỡ phong tuyến của chúng, giao ai phủ đầu bọn chúng, như thế chúng mới ngoan ngoãn nghe lời. Mưu kế của ngài quá hay, hôm nay toàn là người nắm quyền chủ đạo trong kinh tế, chính trị, quân sự của Hoa Quốc. Chỉ cần khống chế được họ, như vậy ngài sẽ tiến thêm một bước trong việc nắm giữ Hoa Quốc. Nghe nói những kẻ đứng đầu Hoa Quốc là một đám tham quyền cầu lợi, chỉ cần cho chúng một chút lợi ích, lừa lấy lòng tin của chúng là có thể khống chế chúng một cách tốt hơn. Thần Vương Bắc Cương quá ngu ngốc, chỉ có thực lực lại không kiểm soát được chúng, hắn không xứng là lãnh đạo, lại càng không xứng làm chủ của Hoa Quốc. Chỉ cần hôm nay chúng chọn tôi, nâng tôi là người đứng đầu Hoa Quốc, từ bỏ Thần Vương Bắc Cương, vậy từ này về sau toàn bộ thiên hạ sẽ đều là của tôi. Ha ha ha. À phải rồi, cậu đi lấy những thứ châu báu quý hiếm mang lên hết đi. Nhớ kỹ, bước đầu tiên giao ai phủ đầu nhất định phải làm cho tốt. Vâng. Các vị, những món đồ quý giá trong buổi triển lãm hôm nay đều là những châu báu tư hữu của chủ tôi, mỗi một thứ đều có giá trị trên trời, thậm chí là báu vật vô giá ngàn năm khó gặp. Bình thường muốn nhìn ngắm những châu báu này thì phải tốn 100.000 ngoại tệ mới có thể thấy được, hôm nay cho các vị quan sát miễn phí là vì chủ của tôi coi trọng người Hoa Quốc như các vị ở đây. Mở ra. Đạp Phi Nhạn, Truyền Quốc Tỷ, Kim Lũ Y, đây đều là vân vật quý giá của Hoa Quốc ta, sao lại thành đồ vật tư hữu của Shirahoshi? Còn có Tứ Mã Phương Tôn, Ti Mẫu Mậu Đình, đúng vậy, 200 năm trước ở Hoa Quốc ta còn có một miếng gấm tô châu dài đến năm thước, Sơn Hà Cầm Tú Đồ, cũng là báu vật của Hoa Quốc chúng ta. Theo lịch sử ghi lại, 200 năm trước Hoa Quốc từng bị đánh cướp một lần, lần cướp bóc kia đã đoạt mất của Hoa Quốc ta 1.800 vật quý tuyệt thế, mà kẻ chủ mưu được gọi là Saihoshi, Shirahoshi, lẽ nào là con cháu của ông ta? Người Hoa Quốc vô tri, Shirahoshi chính là Saihoshi. Nói bậy nói bạc, Saihoshi là người của 200 năm trước. Có phải anh điên rồi không? Làm gì thế? Anh dám ném vật của Hoa Quốc tôi, trí tuệ của tổ tiên chúng ta đã bị cậu phá hỏng hết rồi. Phải băm mày ra làm trăm mảnh. Báu vật như vậy, chủ của tôi có 1.800 món. Đây là thứ mà ngài ấy cướp được dựa vào thực lực, cho nên muốn làm gì với nó, muốn ném cái nào thì ném cái đó. Thực lực gì chứ? Trong sách sử đã ghi lại là Saihoshi dùng mưu mô, sau đó đánh lén cướp lấy. Thua là thua, thua thì đáng bị cướp. Shirahoshi mời chúng tôi tới buổi triển lãm rốt cuộc để làm gì? Chỉ cần các người chịu phục vụ chủ của chúng tôi, ngài ấy tuyệt đối sẽ không làm khó các thế gia dốc sức phục vụ. Không thể nào, các người cướp văn vật của Hoa Quốc chúng tôi lại ném vỡ vụn trương hào bảo. Các thế gia Hoa Quốc cúi đầu xưng thần với Shirahoshi, văn vật bị cướp là do người Hoa Quốc vô năng, có liên quan gì tới chủ của chúng tôi? Đám nhu nhược như các người chỉ xứng bị chủ của chúng tôi dẫm bẹp dưới chân, làm con chó vẽ đuôi với chúng tôi. Đê tiện bỉ ổi, đám ngoại lai các người cũng dám ở Hoa Quốc xưng vương xưng bá à? Á, bà nội, tôi đã truyền đạt lời của Shirahoshi. Nếu các vị đang ngồi đây cố chấp muốn đối đầu với Shirahoshi, nhà họ Nguyễn chính là kết cục của các vị. Đương nhiên, nếu như các vị muốn cứu cô ta, được thôi. Sakuraki này cũng đang muốn so đấu với đàn ông Hoa Quốc, tôi lại muốn xem thử là đàn ông Hoa Quốc mạnh hay là đàn ông từ bên ngoài đến mạnh. Nếu như các vị thắng, tôi sẽ thả cô ta. Làm sao bây giờ, chỉ có Thần Vương Bắc Cương mới có thể cứu Nguyễn tiểu thư, lấy lại văn vật của chúng ta. Tránh ra. Á, thả cô ấy ra. Kia, Chiến Thiên Thần, anh tới rồi, mạnh miệng ớm, dám say khiến cả tao. Trước khi tôi tức giận, ngoan ngoãn thả cô ấy ra. Mày chính là thằng con rơi bị người Hoa Quốc tùy ý sỉ nhục kia hả?
Tới bây giờ, tao chưa từng ức hiếp một kẻ vô dụng. Tao chỉ muốn so đấu với người đàn ông mạnh nhất ở đây. Mày cút đi. Chiến Thiên Thần, anh nên biết rõ tình hình hiện tại là gì. Đây không phải là nơi anh cậy mạnh. Mau xin lỗi, rồi mau chóng rời đi. Chiến Thiên Thần, không có năng lực làm anh hùng, cũng đừng tới đây để mất mặt. Muốn chết tao sẽ thỏa mãn mày. Chiến Phụ, 3 năm không gặp, cậu vẫn nóng nảy như vậy. Thằng con bất hiếu, nhìn thấy tao sao không quỳ xuống? Tôi và nhà họ Chiến đã không còn bất cứ quan hệ gì. Vì sao phải quỳ? Mày, để mày sống trên cõi đời này đúng là nỗi ô nhục của nhà họ Chiến. Đợi khi triển lãm kết thúc, tao chắc chắn sẽ dùng gia pháp xử lý thằng nghiệp chướng mày. Sức mạnh thiên thần có uy lực to lớn, nếu Shirahoshi ra tay, chỉ sợ những người phàm ở đây đều sẽ mất mạng ngay tại chỗ. Phải nhanh chóng giải quyết việc này, tìm được Shirahoshi trước một bước. Sao? Sợ rồi à? Chiến Thiên Thần, con chó chết chủ mày, con dám ở đây sủa bậy à? Mày nên sớm biết mình là thứ gì. Tôi không có thời gian ở đây tốn nước miếng với cậu. Đợi chuyện này kết thúc, thù mới hận cũ của chúng ta tính toán cả thể. To gan, người Hoa Quốc tụi mày không thèm đếm xỉa tới sự có mặt của tao à? Tao muốn so đấu với người đàn ông mạnh nhất của đám yếu đuối bọn mày, không một kẻ nào dám bước ra đây chấp nhận khiêu chiến. Ai nói không ai dám? Tôi tới. Chiến Thiên Thần, anh theo tôi trở về. Nhiên Nhi, cậu ta muốn chết con để cậu ta đi chết đi. Cậu ta chết rồi con có thể tìm một khác. Mẹ, là vợ chồng tôi đã cố gắng làm hết trách nhiệm. Tôi đã khuyên nhủ anh, đây là do anh muốn chết. Shirahoshi có quái lực, Chiến Thiên Thần chỉ là cấp dưới của thần vương Bắc Cương, trước kia gặp đối thủ bình thường. Nếu như chọc phải Shirahoshi, hậu quả sẽ... Chiến Thiên Thần, anh đi đi. Hôm nay Nguyễn Tiểu Thư cũng... Không tin tôi sao? Thực lực của Shirahoshi không giống người thường. Tôi không muốn liên lụy anh, chỉ mong anh đưa bà nội tôi đi. Nguyễn lão phu nhân, tôi sẽ dẫn đi. Cô, tôi cũng sẽ đưa đi. Ôi, Chiến Thiên Thần, cô phải nhìn cho rõ, hắn đang muốn mạng của Nguyễn Tiểu Thư. Tên bất lực như cậu không phải là đối thủ của hắn, đừng làm liên lụy nhà họ Lâm. Nực cười. Đúng là nực cười. Đàn ông Hoa Quốc có vô số, không một ai chịu đứng ra chống lại kẻ ngoại lai Shirahoshi này. Thường ngày các người kêu căng ngạo mạn, ngang ngược cả giữa. Khi thật sự gặp nguy hiểm, kẻ nào cũng có dúng vào. Nguyễn Tiểu Thư, trước đó cô là tiểu thư cao quý ở Hoa Quốc này, nhưng hiện tại không như ngày xưa. Hắn muốn mạng của cô, không liên quan gì tới chúng tôi. Đúng vậy, hắn chỉ muốn mạng của tôi, nhưng hôm nay tôi không toàn mạng. Kẻ tiếp theo sẽ là một trong số các bất cứ người nào, lần lượt từng người, để tôi xem các người trốn đến lúc nào. Ngày nào các người còn chưa đứng ra, Hoa Quốc sẽ trở thành thứ mua vui cho hắn. Muốn giết khi nào thì giết khi ấy. Nguyễn Tiểu Thư, nếu tôi nói tôi có thể cứu cô tin không? Chúng mày nói đủ chưa? Chỉ có quần thể nhỏ yếu mới nói nhiều trước khi chết. Vậy thì đừng nói nhảm nữa, đến đây đi. Mày còn chưa đủ tư cách. Anh không dám à? Ha ha ha. Nếu mày đã muốn chết như vậy, tao sẽ cho mày tọa nguyện. Nếu như mày thua, mọi người ở đây đều phải phục vụ cho Shirahoshi, mà cô ta phải chết. Được. Chiến Thiên Thần, mày dựa vào đâu mà đại diện cho nhà họ Chiến? Chúng tao không đồng ý. Mày căn bản không phải là đối thủ của hắn, đừng cho vùi tương lai của tụi tao. Chiến Thiên Thần, với thực lực của cậu, không phải đối thủ của hắn đâu. Cậu cút mau đi. Chiến Thiên Thần, hắn chỉ muốn mạng của Nguyễn Tiểu Thư. Nếu cậu đấu thua, chúng tôi đều sẽ bị phạt. Đúng là thằng vô dụng, lẽ nào không biết phân rõ tốt xấu? Người Hoa Quốc mà tôi bảo vệ là người có nhiệt huyết trách nhiệm, chứ không phải loại thấy phụ nữ bị ức hiếp, máu lạnh vô cảm, đứng bên cạnh trơ mắt nhìn. Đừng có cả vú lấp miệng em. Chúng tôi chỉ không tin thực lực của anh. Anh nghĩ mình là ai? Nghĩ mình là anh hùng à? Hiện tại trong mắt mọi người, anh chỉ là một tôm tép nhã nhép mà thôi. Người đâu, chặn nó lại cho tôi. Trên đời này không ai ngăn được tôi. Mày đã thành công thu hút sự chú ý của tao, tao lại có hứng thú đánh một trận với mày. Thả cô ấy, tôi chơi với anh. Chiến Thiên Thần, phải không? Tao rất khâm phục sự gan dạ của mày. Tao là chiến tướng số 1 dưới trướng Shirahoshi, dám đấu với tao, hôm nay mạng của mày để cho tao kết liễu. Các vị danh hào, tương lai và tiền đồ của các vị có lẽ sẽ bị sự lỗ mãng và thích thể hiện của Chiến Thiên Thần hủy hoại. Nếu tôi biết trước người mình cứu hôm nay sẽ làm hại mọi người, năm đó tôi chắc chắn sẽ khoanh tay đứng nhìn. Lâm Nghiên, bây giờ cô nói những lời này thì làm được cái gì? Chỉ là một tên vô dụng, thắng làm sao được? Đến đây con kiến hôi kia, nó rõ ràng là đứa vô dụng, chỉ dùng một đòn mà chí mạng, đáng sợ vậy sao? Đây là Chiến Thiên Thần sao? Sao có thể mình bị một tên vô dụng của Hoa Quốc đánh bại bằng một chiêu? Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Cô thắng rồi, mày dám sử dụng tà thuật với tao, công khai khiêu khích Shirahoshi, mày biết mày đang đối mặt với cái gì không? Là cơn giận của thiên thần. Sakuraki, anh thua mà không dám nhận, còn muốn vu vạ cho đối thủ, đây là tinh thần võ đạo của đám ngoại lai các người hả? Cô nói vậy, tôi không có thua, tới lần nữa đi, đánh thêm mấy lần nữa, anh vẫn thua thôi. Dù sao vẫn là cấp dưới của thần vương Bắc Cương, thế mà dùng một chiêu đánh bại Sakuraki, không tốt. Shirahoshi sắp ra tay. Ba người, cái liễu đám thuộc hạ được Shirahoshi cài cắm xuống, rồi vào đây cho tôi, máy nhiễu sóng đã mở. Sức mạnh thiên thần ra tay ở đây khó tránh khỏi việc ngộ thương người khác, nhất định phải ngăn chặn. Shirahoshi tới đây. Cậu ta làm gì vậy? Làm gì vậy? Đến Sakuraki tất nhiên không cần sợ, nhưng đã chọc giận Shirahoshi, chắc hẳn thấy mình đã hết thuốc chữa.
tên phế vật này, nó chạy rồi, để lại cục diện rối rắm cho chúng ta. Đúng vậy, nếu Shirahoshi tới đây, chúng ta nên làm gì bây giờ? Nếu lúc này Thần Vương Bắc Cương ở đây thì tốt rồi. Đúng vậy, hiện tại e là chỉ có Thần Vương Bắc Cương mới có thể cứu chúng ta. Xảy ra chuyện chỉ nghĩ Thần Vương Bắc Cương tới cứu, hôm qua các người ở hội trường thường hội chửi bới anh ấy, đã quên rồi à? Một đám nịnh ngọt, tham sống sợ chết. Thần Vương Bắc Cương liều mạng che chở các người, tôi cảm thấy không đáng. Thay cho anh ấy, Nguyễn Tiểu Thư không cần ngồi trên cao chỉ trích tôi. Hôm nay cô bị Sakuraki xử lý đều là do cái miệng chẳng như nhịn ai của cô. Hừ, phải, tôi không biết điều như cô. Văn vật bị hủy, chồng bị sỉ nhục, cô chỉ biết cầm mùng bảo vệ mình cô. Tên vô dụng Chiến Thiên Thần đã chạy trốn, mà cô còn dám chống đối tôi. Hiện tại không ai có thể cứu cô nữa. Chúng ta được cứu rồi. Quyền tướng, chiến thần, tài hầu, đây đều là cấp dưới của Thần Vương Bắc Hương. Chúng ta được cứu rồi, mẹ nói rồi mà, Thần Vương Bắc Hương sẽ không mặc kệ dân chúng đâu. Chiến thần Hoa Quốc, mày xứng đáng đấu một trận với tao, chỉ bằng mày còn chưa đủ cho tao đánh. Mày dám đánh tao, Shirahoshi sẽ không tha cho mày. Shirahoshi, hiện tại ông ta e là không thể để ý tới mày, bởi vì ông ta đã bị chủ thực chặn lại rồi. Shirahoshi của bọn tao là người thức tỉnh Thần Vương chuyển thế. Chủ thực của tụi mày, Thần Vương Bắc Hương, hoàn toàn không phải đối thủ của chủ bọn tao. Thần Vương Bắc Hương, ngài ấy ở đây à? Thứ tạp chủng ở đâu ra, dám quấy rối kế hoạch của tôi, cậu muốn chết sao? Shirahoshi, chiêu giao ai phủ đầu của ông cũng chỉ vậy mà thôi. Chúng ta thương lượng đi, thế cục hôm nay ông định chấm dứt như thế nào? Đi gọi chủ của Hoa Quốc, Thần Vương Bắc Cương đến đây. Cậu không xứng đàm phán với tôi. Với trí thông minh của ông, cũng xứng xưng bá Hoa Quốc. Cậu trưởng lực thật quen thuộc. Cậu là Thần Vương Bắc Cương? Đúng vậy, người nổi danh Hoa Quốc, khắp nơi đều đang nghe ngóng lai lịch của cậu. Thật không ngờ cậu lại là đứa con bị bỏ rơi của nhà họ Chiến. Đứa con bị bỏ rơi cũng được, thần vương cũng được, đều là thần thoại mà ông không thể đánh bại. Ngạo mạn. Vậy hôm nay tôi sẽ khiến Thần Vương Bắc Cương, người người kính trọng ở Hoa Quốc, phải chết trong tay tôi. Định thiên phạt, chịu chết đi. Cậu vẫn có thể cử động, không biết lượng sức mình. Nếu tôi chết, tất cả người ở đây đều phải chết. Tất cả thủ đoạn mà ông dùng ở triển lãm đều bị người của tôi phá bỏ rồi. Ông lấy gì động vào bọn họ? Ha ha ha. Ai nói động thì nhất định phải dùng tay. Với thần lực của tôi, chỉ cần linh châu trong tay tôi vỡ, thần lực sẽ tản ra từ phía cơ thể người thường không thể chống lại. Cùng lắm thì tôi khiến bọn họ chôn chung với tôi. Thần lực không phải để ông đối phó người phàm. Ai bảo thiên thần chuyển thế chuyển vào người tôi chứ? Tôi muốn làm gì thì làm. Ông rốt cuộc muốn thế nào? Người đâu, bắt Sakurari lại. Vâng, mang văn vật đi, bọn mày dám động vào đồ của ngài Shirahoshi. Văn vật của Hoa Quốc chúng tôi ở chỗ các người đủ lâu rồi, đã đến lúc vật về với chủ rồi. Shirahoshi sẽ không tha cho bọn mày đâu. Bọn mày muốn chết, dám chạm đến giới hạn của chủ thượng. Bây giờ ông ta bị chủ thượng chặn lại, sợ là không còn mạng, khiến bọn tôi chết nữa. Shirahoshi, Thần Vương Bắc Cương đâu? Náo nhiệt như vậy à? Shirahoshi, ngài đến rồi. Thần Vương Bắc Cương có phải chết rồi không? Không thể nào, Thần Vương Bắc Cương sao có thể chết? Vì sao chỉ có Shirahoshi? Thần Vương Bắc Cương đâu? Bố, Thần Vương Bắc Cương chết rồi. Chúng ta nên nương nhờ Shirahoshi. Anh Chiến, Thần Vương Bắc Cương đã chết rồi. Hoa Quốc nằm trong tay ông ta. Hiện tại quyết định Shirahoshi đánh bại Thần Vương Bắc Cương rồi. Ở đây rất nguy hiểm, chúng ta phải nhanh đi thôi. Thần Vương Bắc Cương này cũng chỉ thế mà thôi. Xem ra Hoa Quốc chúng ta sắp đổi chủ rồi. Mẹ nói con nghe, về sau nhất định phải nghĩ cách kết thân với Shirahoshi qua đường quyền lực này. Mẹ, Thần Vương Bắc Cương đáng chết, lại dám uy hiếp ta. Ba người này đã động vào đồ của ngài, phải lấy cái chết tạ tội. Câm miệng. Các vị, chuyện này là một sự hiểu lầm nhỏ, thuộc hạ của tôi truyền đạt sai ý của tôi. Ý của tôi là trên thương hội giao lưu tình cảm với mọi người, cho nên bất kể là hợp tác hay là chuyện gì khác, tôi đều hy vọng các vị ngồi đây có đã hiểu rõ tình thế trước. Thần Vương Bắc Cương không cứu nổi các vị, mà tôi mới là thần thật sự, hy vọng mọi người có thể chỉ giáo thêm. Tiểu Bạch, sư phụ không sao? Mọi người nghe thấy truyền âm của sư phụ rồi chứ? Vâng, nghe thấy rồi. Sư phụ không sao, chúng ta tiếp tục. Chúng tôi đã hiểu ý của Shirahoshi. Những văn vật này vốn là của Hoa Quốc, tôi vượt ngàn dặm xa xôi mang chúng đến đây, trở về với vòng tay quê hương. Mọi người nghe rõ chưa? Thần Vương Bắc Cương không sao, chỉ là quá thất vọng với mọi người, cho nên không muốn gặp các người. Quá tốt rồi, Thần Vương Bắc Cương không chết, nhà họ Chiến được cứu rồi. Cậu ta chưa chết, Hoa Quốc được cứu rồi. Sakurari làm vỡ văn vật của chúng tôi, đáng phải chịu trừng phạt. Nói không sai, Nguyễn tiểu thư nói đúng. Tôi sẽ cho mọi người một câu trả lời. Sakurari, cậu đã làm sai, để tôi ra tay hay là cậu tự làm?
lần này mọi người hài lòng rồi chứ? Mong chờ việc hợp tác với các người. Thư ký Trần, sao quyền tướng lại tôn trọng nó như vậy? Con trai cả của tôi ngày trước càng ngày càng trở nên bí ẩn. Chẳng lẽ nó đang làm việc cho thần vương Bắc Cương? Đi tìm hiểu xem, nó có cấp bậc gì? Cho đến nay, chúng ta còn chưa gặp mặt thần vương Bắc Cương, càng đừng nói tới quen biết với cậu ta. Nếu có thể nhờ được nó giúp chúng ta kết nối với thần vương Bắc Cương, thật sự có thể giúp nhà họ Chiến chúng ta, vậy thì tôi để nó quay về nhà họ Chiến, làm con trưởng nhà họ Chiến. Sư phụ chủ thực, đứng dậy đi. Sư phụ, lúc nãy xảy ra chuyện gì? Vì sao sư phụ lại thả Shirahoshi đi? Shirahoshi dùng tính mạng tất cả người ở đại sảnh đe dọa tôi, nói tôi thả ông ta đi, đồng thời muốn hợp tác với tôi, gian trá hiểm ác. Phượng Quyền, có, ông đi điều tra xem, tất cả sản nghiệp vùng xám dưới quyền Shirahoshi, phái người âm thầm trà trộn, lặng lẽ làm tan rã thế lực của ông ta. Rõ, chủ thượng, hai người đi điều tra xem. Những năm qua, có những vương công, quý tộc nào âm thầm đầu hàng Shirahoshi? Tra xét rõ ràng, quyết không tha thứ. Rõ, tôi không thể ra tay với ông ta ở nơi công cộng, tránh làm người thường bị thương. Tôi sẽ vừa mượn cớ đàm phán hợp tác, tìm thời cơ hẹn ông ta đến nơi rừng sâu giải quyết ông ta. Mọi người đi trước đi. Rõ. Ông ta đánh lén dùng 10 phần thần lực, còn mình chỉ dùng 6 phần để đối phó tim mạch tổn thương, e rằng phải nghỉ dưỡng một thời gian. Chắc chắn có điều kỳ quặc, mình phải đi tìm anh ấy. Bà nội, cháu có chút chuyện, bà đợi cháu một lát nhé. Nếu để bị phát hiện mình bị thương, người cấp dưới sẽ không vững lòng, còn Shirahoshi chắc chắn sẽ nhân lúc người ta gặp nguy, phải mau chóng điều trị. Chiến Thiên Thần, cuối cùng em cũng tìm được anh rồi. Chiến Thiên Thần, anh bị thương mới vội vàng rời đi sao? Dựa vào Sakurai, anh không thể làm tôi bị thương, nhưng tôi thật sự là vì bị thương nên mới không thể không đi cùng. Shirahoshi đến đại sảnh, anh lại đang nói bậy gì vậy? Tóm lại, anh vì cứu em mới bị thương. Xin lỗi. Nguyễn Tiểu Thư, xin cô hứa với tôi, chuyện tôi bị thương không được để người ngoài biết. Người ngoài mà biết, Hoa Quốc sẽ đại loạn. Đại loạn? Không sai. Em tin. Tôi còn có việc, cô đi trước đi. Chiến Thiên Thần, cảm ơn anh đã cứu em. Em thích anh. Tôi nói rồi, tôi đã kết hôn. Nhưng Lâm Nghiên, cô ta coi thường anh, cô ta không yêu anh, còn nghĩ cách ly hôn với anh. Cô đừng ở đó tung tin đồn, Nghiên Nhi có hiểu lầm với tôi, nhưng cô ấy không thể nào ly hôn với tôi. Anh, cô đi đi, rồi có ngày anh sẽ hiểu ai mới là người thật lòng yêu anh. Cô làm gì vậy? Anh cứu em, đây là phần thưởng. Nguyễn Vũ, em phải gả cho anh không phải để tránh khỏi hôn nhân với nhà họ Lã, mà là thật lòng thích anh. Ha ha ha, thần vương Bắc Cương, cậu thật có diễm phúc. Kết giới phá hư, đừng kinh ngạc bởi thần lực của tôi. Cái này gọi là kết giới phá hư, chỉ có tôi mới có sử dụng thần lực chấn động đất trời như vậy, còn cậu không thể. Chỉ có thể sử dụng kết giới phá hư, xem ra sức mạnh trời sinh của ông chỉ thức tỉnh một nửa. Chỉ cần mình điều trị nội thương, dẫn ông ta đến núi rừng với cảnh giới hóa thần của mình, muốn giết ông ta dễ như trở bàn tay. Sao, bị thần lực của tôi dọa sợ rồi à? Cho dù cậu có lợi hại chăng nữa cũng chỉ là người thường mà thôi. Đừng nhiều lời nữa, tôi đồng ý hợp tác với ông. Được, từ hôm nay trở đi không cho phép cậu xen vào chuyện của tôi nữa, tôi cũng sẽ không động vào người Hoa Quốc, chúng ta không xâm phạm nhau. Được, quyết định như vậy, xem ra cậu ta bị thần lực của mình dọa sợ rồi. Chỉ cần tiếp tục bắt con gái âm thể luyện khí để thần lực ổn định hơn, đến lúc đó chủ của Hoa Quốc sẽ là mình. Thần vương Bắc Cương, đợi bị tôi ngũ mã phanh thây đi. Chiến Thiên Thần chạy trốn tới đó, nhất định đang trốn trong đó không dám ra ngoài, sao mình có thể bỏ qua cơ hội xỉ nhục hắn trả thù. Nghiên Nhi, xếp Tiêu, sao vậy? Em và Chiến Thiên Thần chưa ly hôn, hôm nay hắn lại tỏ vẻ anh hùng xúc phạm đến Shirahoshi, bây giờ hắn còn đang trốn trong đó không dám ra ngoài, Shirahoshi cũng ở trong đó, hắn chết không sao, nhưng nếu đồn ra có liên quan đến nhà họ Lâm chắc chắn sẽ gặp họa. Phải đấy, Nghiên Nhi, con hãy lôi cậu ta ra cho chú. Con đi ngay. Vậy hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Shirahoshi, ông còn dám làm hại Hoa Quốc, tôi không ngại chiến đấu với ông đâu. Cậu giỏi lắm. Tên phế vật ở đó, hỏng bét, anh ta vẫn đến cầu xin Shirahoshi tha cho anh ta một mạng. Hành động lỗ mãng như vậy chắc chắn sẽ liên lụy nhà họ Lâm chịu tội cùng. Shirahoshi, mình tùy tiện ra đó chắc chắn sẽ làm ông ta không vui mà bị trừng phạt. Nghiên Nhi, Chiến Thiên Thần, không được chịu gặp. Ai cho anh tự kiếm dậy Shirahoshi nghỉ ngơi? Anh muốn hại chết cả nhà họ Lâm sao? Còn không mau xin lỗi ngài Shirahoshi. Bái kiến ngài Shirahoshi, mong ngài tha lỗi cho chồng tôi, không biết trời cao đất dày, hy vọng ngài giơ cao đánh khẽ, tha cho anh ấy, tha cho nhà họ Lâm. Tôi có thể tha mạng cho cậu ta, cũng có thể tha cho nhà họ Lâm, nhưng cậu ta phải quỳ xuống xin lỗi tôi. Cảm ơn ngài Shirahoshi giơ cao đánh khẽ, Chiến Thiên Thần, còn không mau quỳ xuống xin lỗi. Shirahoshi, ông có chắc là muốn tôi quỳ? Ha ha ha, không được,
không thể để Chiến Thiên Thần liên lụy nhà họ Lâm, vất vả lắm mình mới lên làm gia chủ, đưa nhà họ Lâm phát triển, không thể để anh ta hủy hoại. Shirahoshi, xin ngài tha cho anh ta một mạng. Ấy, anh ta, lúc nãy tôi chỉ nói đùa thôi. Cô có thể dẫn chồng cô quay về rồi, cảm ơn ngài Shirahoshi. Còn không mau đi. Hôm nay cậu áp chế tôi, sau này tôi sẽ khiến cậu trả lại gấp đôi. Người đâu? Đi, điều tra rõ lai lịch Thần Vương Bắc Hương. Vâng, còn nữa, dẫn cô gái kia đến câu lạc bộ Cự Hoàng đàm phán dự án. Vâng, đi đi. Thần Vương Bắc Hương, cậu bị một đứa con gái đánh lại không đánh trả, có lẽ cậu rất quan tâm cô ta. Vậy thì để cô ta tham gia vào sản nghiệp của tôi, trở thành người dưới quyền tôi. Đến lúc đó, tôi sẽ cho cậu tận mắt nhìn tôi lăng nhục cô ta tới chết, như thế nào? Ha ha ha. Lâm Nghiên, có phải trong mắt em, dù anh có làm gì, em cũng không tin anh. Chiến Thiên Thần, anh quậy đủ chưa? Vì sao anh cứ phải đâm đầu vào chỗ chết? Em biết anh muốn chứng minh mình rất lợi hại, nhưng anh chỉ biết đánh nhau. Nếu bản lĩnh của anh có thể đạt tới cảnh giới giống như Thần Vương Bắc Cương, người đời mới tôn trọng anh, hiểu chưa? Đúng vậy, trên đời này không thiếu gì người giỏi đánh đấm. Muốn thể hiện bản thân như vậy thì đi làm bảo vệ đi, bảo vệ phù hợp với cậu. Chiến Thiên Thần, kẻ vô dụng như cậu, cậu lại muốn đi cứu Nguyễn Tiểu Thư. Có phải cậu muốn Nguyễn Tiểu Thư xem trọng cậu, sau đó cậu có thể bay lên đầu cành thực hiện giấc mộng xuân thu của cậu? Các người đều không muốn tin vào sự thật, sau này hối hận cũng không kịp. Gây sự còn biết, cầu xin Shirahoshi tha mạng, sợ rồi thì đừng thể hiện. May là Shirahoshi không so đo với mày, tha cho cái mạng chó của mày. Chúng ta đi, đừng để cậu ta lên xe với chúng ta, để cậu ta tự về đi. Xui xẻo, hừ, đúng là vô dụng. Chiến Thiên Thần, tôi hy vọng anh hiểu được hoàn cảnh của mình. Anh càng thể hiện mình, tôi càng cảm thấy ghê tởm. Ông nội, ông nói cháu bảo vệ nhà họ Lâm, giúp nhà họ Lâm hưng thịnh lại, làm thế có thật sự đúng không? Hôm nay mọi người hãy ở lại khách sạn Quốc Kinh một đêm, ngày mai hãy về Vân Thành. Đây chính là sự chênh lệch. Nếu Chiến Thiên Thần, chắc chắn không thể ở khách sạn hơn 7 sao. Càng đừng nói, đưa chúng ta vào ở. Lâm tiểu thư, ngài Shirahoshi rất tán thưởng năng lực của cô. Hy vọng tối mai có thể mời cô đến câu lạc bộ Cự Hoàng cùng bàn chuyện hợp tác. Có thể được ngài Shirahoshi để ý là may mắn của nhà họ Lâm tôi. Tối mai, tôi nhất định sẽ đến đúng hẹn. Ừ, chị họ, tối mai tôi đi cùng chị nhé. Được. Sư phụ, đã điều tra ra tất cả hàng cấm giao dịch phi pháp của Shirahoshi đều nằm ở tầng hầm bên dưới câu lạc bộ Cự Hoàng. Có cần ra tay không? Tôi sẽ kéo chân Shirahoshi. Các cậu ra tay phải nhanh. Không có hàng hóa, ông ta sẽ không thể giao dịch với giới kinh doanh Hoa Quốc. Trên đường tôi đến đây đã gặp sát thủ của chính phủ, có lẽ là đến để giết ngài, nhưng đã bị con giải quyết. Đợi tôi giải quyết chuyện của Shirahoshi rồi sẽ đi xử lý nhà họ Chiến, điều tra rõ nguyên nhân cái chết của ông năm xưa. Sư phụ vì tính mạng bọn họ mà lựa chọn bỏ qua cho Shirahoshi, còn bọn họ lại muốn lấy mạng ngài. Nhà họ Chiến và họ Lâm đều không đáng để ngài bảo vệ. Tôi không chỉ là Chiến Thiên Thần, mà còn là Thần Vương Bắc Hương, càng có thần lực của thiên thần chuyển thế. Bảo vệ người Hoa Quốc là sứ mệnh của thần, càng là chức trách của Thần Vương Bắc Cương tôi. Tối nay mình sẽ làm quen với nhà giàu quyền thế để chi thứ, cướp lại vị trí gia chủ. Chỉ cần lợi dụng được đầu mối Shirahoshi, mình sẽ có thể đứng ở vị trí cao hơn. Đến lúc đó, gặp được Thần Vương Bắc Cương, có phải sẽ dễ hơn không? Xếp Lâm, nào nào nào, ngồi đi, ngồi đi. Shirahoshi, ông ấy không để sao, dựa vào cô cũng đòi đàm phán trực tiếp với Shirahoshi ở Thượng Kinh này. Chủ tịch nhà họ Lã và nhà họ Chiến còn không có tư cách đó. Huống hồ nhà họ Lâm các người chỉ là gia tộc nhỏ ở Vân Thành mà thôi. Cô Thanh Uyển, cô ta nói có lý. Sếp Lâm đúng là người đẹp lại thông minh, chẳng trách quyền tướng và Shirahoshi đều coi trọng cô. Nào nào, cạn ly, cạn ly, cạn một ly. Cạn. Tôi xin giới thiệu, tôi là tổng giám đốc câu lạc bộ Cự Hoàng dưới quyền Shirahoshi, Lưu Dịch. Dự án chúng ta đàm phán lần này là để nhà họ Lâm các cô tham gia cổ phần câu lạc bộ Cự Hoàng, quản lý câu lạc bộ Cự Hoàng là nơi giao lưu tiếp đãi cao cấp nhất toàn bộ Thượng Kinh. Như thế gia Thượng Kinh muốn có cổ phần có không đủ tư cách, nhà họ Lâm chúng tôi sẽ được quản lý thật sao? Ở Thượng Kinh, Shirahoshi tay nâng một nửa bầu trời, nói có thể cho các cô gia nhập thì các cô có thể gia nhập, nhưng tôi chưa từng tiếp xúc với những cái này. Ừ, bình thường chắc là những người như các cô không được thấy cách tiếp đãi của xã hội thượng lưu, nhưng sếp Lâm, ha ha ha, chỉ cần cô đồng ý làm bạn gái tôi chắc chắn có thể giúp cô. Sếp Lưu, tôi, Lưu Dịch. Sếp Tiêu, Lưu Dịch. Dù ông là tổng giám đốc câu lạc bộ, nhưng chưa bao giờ tiếp đãi nhân vật lớn gì, thậm chí cả mặt của Shirahoshi ông cũng chưa từng gặp nhỉ. Ha ha ha, cậu ở đây giữ cửa tôi, cậu có từng gặp chưa? Đương nhiên, mọi người đừng cãi nữa, chị họ tôi đã kết hôn rồi. Tôi biết, không phải là đồ con rơi của nhà họ Chính kia sao? Hôm qua còn tỏ vẻ anh hùng ở triển lãm, quả thì sao? Trước mắt đã biến thành kẻ nhát gan vô dụng. Đúng vậy, ở Thượng Kinh, Chiến Thiên Thần là kẻ giống như con chó. Nhìn Trần Thiếu Gia và Sếp Tiêu của chúng ta đi, dù là ai trong hai người đều mạnh gấp 10 lần anh ta. Thần Vương Bắc Cương này sao vậy? Cậu ta muốn gặp tôi nhưng lại để tôi đợi 5 tiếng ở đây. Shirahoshi, chuyện của chủ thượng chúng tôi cũng không dám hỏi, để ông đợi thì ông cứ đợi đi. Khốn nạn,
Dám nói chuyện với tôi như vậy, mày muốn chết à? Tính tình của Shirahoshi nóng nảy như vậy, xem ra chúng ta không hợp để hợp tác, còn chưa tra được điểm yếu của cậu ta, tôi sẽ nhịn. Ừ. Tôi hơi mất lịch sự. Thần Vương Bắc Hương, tôi xin lỗi cậu. Chỉ là xin lỗi ngoài miệng. Tôi không đồng ý. Ông nóng nảy như vậy, chi bằng uống hết trà ở trước mặt cho tôi, vừa khéo hạ lửa giận của ông xuống. Ông chủ, cho tôi bình nước sôi 100 độ. Đợi đã, uống trà sao có thể biểu đạt thành ý của tôi chứ? Đem rượu cho tôi. Các người lui xuống đi. Đừng dừng lại. Uống. Tiếp tục. Nữa đi. Được rồi chứ, sửa lại thái độ hợp tác của ông đi. Nếu không, lần sau không chỉ đơn giản là xin lỗi đâu. Nhiên Nhi, tên vô dụng chiến thiên thần đó hoàn toàn không bảo vệ được em. Em ở bên anh sẽ bảo vệ em chu đáo. Sếp Lâm, tôi vừa gặp đã yêu cô. Chỉ cần cô ở bên tôi chắc chắn người chồng vô dụng của cô có năng lực bảo vệ cô. Ông, tôi đến nhà vệ sinh. Đáng ghét, hư hỏng vậy. Làm gì vậy? Hoa Hòa, tôi muốn có người phụ nữ đó tối nay ở cùng tôi. Nhiên Nhi, cô em. Hóa ra là phòng riêng này à? Sếp Hoa, đây là sếp Hoa. Chẳng lẽ là tiếp viên quý phái nổi danh Thượng Kinh Hoa Hòa? Cô ta làm việc cho Shirahoshi, quyền lực rất lớn. Chị họ của cô ta rơi vào tay cô ta sẽ bị chơi đến chết. Tôi mặc kệ người phụ nữ đó có thân phận gì. Tối nay phải ngủ cùng anh Hạo. Ừ. Anh Hạo. Lẽ nào là chiến tướng đắc lực nhất của Shirahoshi có biệt danh ác quỷ Ngô Hạo? Số người mất mạng trong tay anh Hạo còn nhiều hơn các người từng gặp. Không muốn chết thì mau cút đi. Sếp Tiêu cứu tôi, tôi không muốn đi với hắn. Tôi. Cái đó, sếp Hoa có thể cầu xin cô tha cho cô ấy. Anh là cái thá gì, dám nói tôi thả người. Sếp Lưu, ông nói ông thích tôi, cầu xin ông cứu tôi, thả tôi đi đi. Sếp Hoa và anh Hạo không phải người tôi đụng vào được. Cô cố chịu đựng, chỉ một đêm thôi. Phải, Nhiên Nhi, em cố chịu một đêm đi, ngày mai bọn anh đến đón em. Anh Hạo, anh nóng vội thì cứ làm ở đây đi. Được. Thanh Uyển, mau gọi cho thiên thần. Gọi cho anh ta có tác dụng gì? Ha ha, gọi người. Ở Thượng Kinh, trừ Shirahoshi và thần vương Bắc Hương và đại tướng dưới trướng bọn họ ra, không còn ai dám chọc giận anh Hạo. Để tôi xem cô gọi được nhân vật lợi hại nào đến đây. Cô, gọi cho tôi muốn khiến cô ta bỏ cuộc. Alo, chiến thiên thần, mau đến câu lạc bộ karaoke hoàng số 888 Lâm Liên gặp nguy hiểm. Cầu xin ông tha cho tôi đi, tôi còn phải đợi bao lâu nữa? Đừng vội mà, tôi hỏi xem. Ông, còn cả anh, lúc nãy cô ta gọi chiến thiên thần gì đó có lợi hại không? Nếu lợi hại, chúng ta hãy chơi đùa với hắn. Nếu nói dối, tôi sẽ nói anh Hạo giết anh. Sếp Hoa, người cô ta gọi là tên phế vật, ngay cả đầu ngón tay của anh Hạo hắn cũng không bằng. Phải, sếp Hoa, người mà cô ta gọi là tên phế vật ở Thượng Kinh ai cũng bắt nạt được. Hóa ra là tên phế vật, tôi còn tưởng chúng ta có thể từ từ chơi đùa, luyện tay chút chứ. Các người nói sẽ bảo vệ tôi. Nếu là một tên phế vật, anh Hạo, chúng ta cứ đợi đi, anh có thể bắt đầu rồi. Ừ, không đợi nữa. Tới đây, ha ha ha. Dám đá tao, may chán sống rồi. Nhiên Nhi, không sao chứ? Không sao, xem ra đúng là không sợ chết thật. Người đẹp, người cô tìm đến cũng gan đấy chứ. Nhưng tối nay hắn sẽ không thể ra khỏi câu lạc bộ cự hoàng. Thằng danh, tao sẽ cho mày một phút. Nghĩ cho kỹ, làm sao cầu xin tao nếu làm tao vui. Lát nữa tao chơi cô gái của mày, tao còn có thể cho mày tham gia. Sau đó sẽ cho mày chết, làm một con quỷ phong lưu. Ông là ai? Tao là quỷ lấy mạng mày. Ngô Hạo, trưa ngay qua mày, nếu có thể lấy lòng sếp Hoa, anh Hạo nói không chừng không chỉ có thể thoát thân, sau này còn có thể trở thành nhân vật lớn. Chiến thiên thần, mày cũng không nghe ngóng xem địa vị và danh xưng của anh Hạo ở Hoa Quốc. Hơn nữa, không phải mày chỉ là đứa bị bỏ rơi thôi sao? Còn giả vờ với bọn tao, biết điều thì mau quỳ xuống xin tha. Không sai, anh cũng là người hiểu chuyện đấy. Hôm nay các người ai đánh hắn làm tôi vui, tôi sẽ tha cho người đó. Nếu không, tất cả các người đều sẽ chết cùng hắn. Hành động kiêu căng, ngay cả mạng người cũng không coi ra gì, trong mắt các người còn có luật pháp không? Ha ha ha, đây là địa bàn của Shirahoshi, dù tôi có giết hết cả câu lạc bộ, tất cả mọi người cũng không ai dám quản. Nửa tiếng nữa, Phượng Quyền sẽ tiêu hủy tất cả hàng cấm, Shirahoshi nhất định sẽ phát hiện. Đến lúc người ở câu lạc bộ đều sẽ gặp nguy hiểm tính mạng, phải nhanh chóng đưa họ rời đi. Tôi nhắc nhở thêm một câu, đàn ông, phụ nữ đều mặc sức sỉ nhục hắn cho tôi, còn không ra tay. Ha ha ha, Hoa Hòa, vẫn là em biết cách chơi, thay vì để chúng ta tự ra tay, chi bằng để bọn họ cho cắn chó, như thế mới càng thú vị. Ừ, nói đúng lắm, nhưng mà sao bọn họ với chó thì miễn cưỡng quá, tôi thấy chi bằng nói là gà mờ mủ nhau. Ha ha ha. À, á, chuyện gì vậy? Thằng danh, mày lại không tuân thủ trò chơi của bọn tao, tao mang thịt mày ra cho chó ăn. Chiến thiên thần lại dám phản kháng, anh Hạo và sếp Hoa chắc
chắc là chê mình sống lâu quá rồi. Hừ, thằng phế vật như mày cũng muốn thay đổi số mệnh. Lần này trên thiên thần chết chắc rồi. Đợi hắn chết rồi, chúng ta lại xoẹt xoẹt cho hắn mấy nhát dao. Như vậy, anh Hạo sẽ không để chúng ta chết chung nữa. Ta. Sức lực Ngô Hạo rất mạnh, mấy trăm mạng người trên tay đều bị anh ta một phát đấm chết. Người này lại không đổi sắc mặt, đỡ được anh ta, mày dám sỉ nhục tao như vậy. Tôi giết ông, dễ như trở bàn tay. Tôi không có hứng sỉ nhục, chết tiệt. Vì sao mình lại có cảm giác bị áp? Các người còn đợi cái gì? Người của chúng ta sắp đến rồi. Bây giờ các người không ra tay, đến lúc đó không chỉ sẽ chết, mà còn khiến Shirahoshi tiêu diệt toàn bộ gia tộc của các người. Mọi người nghe tôi nói, chúng ta đừng để bị Shirahoshi xử lý. Rơi vào tay Shirahoshi, chúng ta còn đau khổ hơn cả chết. Shirahoshi là vương giả mạnh nhất, là thần vương chuyển thế, chiến thiên thần phải không? Dám ra tay tới bọn tôi, chúng tôi nhất định sẽ giao anh cho Shirahoshi, khiến anh sống không bằng chết. Shirahoshi sắp đến, mày đợi đấy bị băm thây đi. 5 tiếng trước, Shirahoshi đã gặp thần vương Bắc Hương. Đến lúc đó, không những Shirahoshi sẽ đến, thần vương Bắc Hương cũng sẽ đến. Anh, đời này coi như xong, thần vương Bắc Hương cũng đến sao? Shirahoshi của các người không đến được nữa đâu. Được. Ấy, thần vương Bắc Hương, chúng ta còn chưa bàn xong chuyện hợp tác. Nếu cậu đi rồi, chuyện hợp tác sẽ hủy bỏ. Dù sao cũng là ông cầu xin tôi hợp tác, bỏ thì bỏ. Cảnh giới hóa thần. Không ngờ cậu ta lại có thần lực, lại còn là cảnh giới hóa thần nữa. Vật cấm đã bị hủy chỗ ông thì sao? Thuộc hạ mà Đông Vương cài cắm ở cửa bộ đã giết sạch hết rồi. Sư phụ đã nhốt Đông Vương Shirahoshi lại, nhưng thời gian nhốt không lâu, chúng ta mau đến chỗ sư phụ đi. Ừ. Hừ, được rồi. Anh nói Đông Vương Shirahoshi không thể đến nữa, chẳng lẽ anh đã nhốt ông ta lại à? Ha ha ha. Mấy anh, còn không ra tay đi. Dừng tay. Chị điên rồi à? Anh ta không chết thì chúng ta sẽ chết. Nhưng anh ấy đã cứu tôi. Cứu chị thì sao? Chị không nghe thấy sao? Anh ta khiêu khích anh Hạo và Xếp Hoa, có khác gì khiêu khích Đông Vương? Giờ đây Bắc Vương và Thần Vương Bắc Vương lại hợp tác với nhau. Anh ta đang rơi vào hai nhân vật tầm cỡ của cả Hoa Quốc đấy. Anh ta chết chắc rồi. Người đẹp này, cô nói sai rồi. Tối nay không chỉ anh ta chết, mà mấy người cũng phải xuống địa ngục cùng anh ta, bao gồm cả gia tộc mấy người, không ai thoát được hết. Đúng. Đây chính là trò chơi quyền lực, chính là quyền uy của Đông Vương. Anh Hạo tha mạng. Xếp Hoa, cô nói chỉ cần chúng tôi ra tay thì sẽ tha cho chúng tôi mà. Tôi có thể tha mạng cho mấy người, nhưng gia tộc của mấy người không thể thoát được. Xếp Hoa, là anh ấy không biết điều, không hiểu quy tắc. Xin cô hãy tha cho gia tộc tôi, tha cho anh ấy. Anh ta chọc giận tôi thì anh ta phải chết, nhưng gia tộc mấy người tôi có thể tha. Chỉ cần anh ta quỳ xuống ngoan ngoãn liếm chân tôi có thể tha cho mạng sống của mọi người trong gia tộc mấy người. Cô mà cũng đòi tiêu diệt 3 gia tộc lớn ư? Cô không làm được đâu. Anh, tôi không làm được, nhưng Đông Vương nắm trong tay đại quyền thế lực hắc ám của Hoa Quốc, còn là thiên thần chuyển thế, chỉ cần ông ấy búng nhẹ tay là có thể khiến cả Hoa Quốc chấn động. Thiên thần, anh cứ nghe lời chị Hoa đi. Lâm Nghiên, em phụ tình cảm của chúng ta vô số lần, chưa một lần tin tưởng anh. Em thật sự coi anh là chồng em sao? Không phải anh nói tôi có 3 cơ hội để nhờ vả anh sao? Bây giờ tôi xin anh 3 cơ hội này là để anh tha cho người khác, chứ không phải nghe theo lời của người khác. Nghiên Nhi, em đừng nghe anh ta lì lẽ. Anh ta không yêu em nên mới không nghe em. Cứ nhà họ Lâm nghe anh, chúng ta hãy bắt anh ta lại đi. Dù sao em cũng định ly hôn với anh ta mà. Cậu nói cái gì? Em muốn ly hôn với anh sao? Tôi được. Được. Được lắm. Chiến thiên thần, cho dù cậu khiến đám tôm tép này ngất hết thì có làm sao? Cho dù cậu có thể chống lại nắm đấm của tôi thì có sao? Đông Vương và Thần Vương Bắc Hương sắp đến rồi. Người của bọn tôi cũng sắp đến rồi. Chỉ dựa vào một mình cậu thì không thể nào rời khỏi câu lạc bộ cự hoàng này được. Hôm nay tôi sẽ khiến cậu bỏ mạng ở đây. Đúng. Nhưng trước đó tôi phải để anh hầu hạ tôi. Chiến thiên thần, tôi thừa nhận võ công của anh rất tốt, nhưng ở Thượng Kinh đứng trước quyền lực tuyệt đối, anh cũng chỉ là tù nhân của người trong tầng lớp thượng lưu thôi. Mà lúc nhá, anh chính là đồ chơi của tôi. Hoa Hà, cô luôn khinh bỉ việc hiến thân, sao thế? Hôm nay đổi tính à? Anh ta rất hợp gu tôi. Chiến thiên thần, một đêm xuân tiêu đáng giá ngàn vàng. Ngủ với tôi, anh không thiệt. Chiến thiên thần, tên phế vật này, Hoa Hòa để cậu hầu hạ là phúc khí của cậu. Cậu đừng không biết điều. Một con tép diều cũng dám hỗn sự trước mặt bổn vương. Cút. Chiến thiên thần, Ngô Hạo là đại tướng số 1 dưới trướng Đông Vương. Anh đánh người của ông ấy ở địa bàn của ông ấy. Anh sẽ chịu cảnh vạn kiếp bất phục đấy. Người vạn kiếp bất phục là mấy người? Dám hỗn sự trước mặt bổn vương, cậu tưởng cậu là ai? Còn muốn bọn tôi vạn kiếp bất phục ư? Ha ha ha, tôi là Thần Vương Bắc Hương. Ha ha ha.
anh là thần vương Bắc Hương, thì tôi là Đông Vương. Chiến Thiên Thần, cậu mạo danh thần vương Bắc Hương cũng không thể khiến bọn tôi vạn kiếp bất phục đâu. Cậu nên mạo danh Đông Vương mới đúng. Dù sao, thần vương Bắc Hương chỉ là người phàm, còn Đông Vương là thiên thần. Tôi có phải thần vương Bắc Hương hay không? Có thể thắng Đông Vương Shirahoshi hay không? Cần phải giải thích với mấy người ư? Lát nữa, mấy người sẽ biết thôi. Hừ. Phượng Quyền, đưa người đến đây. Ha ha ha. Còn Phượng Quyền nữa ư? Quyền tướng là đại tướng hàng đầu của thần vương Bắc Hương, là người nắm giữ giới kinh doanh thượng kinh. Anh diễn giỏi thật đấy. Uổng công ban nãy tôi còn đánh giá cao anh, đúng là nực cười. Tham kiến chủ thượng. Không thể nào, không thể nào. Lúc này Đông Vương đang gặp thần vương Bắc Hương, nên là chắc chắn cậu là giả. Còn bọn họ, hừ, chắc chắn là do cậu thuê tới để diễn kịch cùng cậu. Biến ác quỷ cũng chỉ thế mà thôi. Võ lực không tốt, đầu óc còn kém hơn khắp hoa quốc này. Ai dám mạo danh ba bọn tôi, khác gì tìm đường chết. Cậu gặp thần vương thánh tôn còn không quỳ à? Hừ, tôi là người của Đông Vương, tại sao phải quỳ? Hỗn sự, ông sinh ra ở Hoa Quốc là do thần vương bảo vệ, ở trong Hoa Quốc thì phải tôn trọng thần vương. Đông Vương, hừ, ông ta là cái thá gì? Lúc này đã bị thần vương nhốt vào trong quán trà rồi. Hừ, Đông Vương của chúng tôi là người thức tỉnh thiên thần chuyển thế, sao có thể bị nhốt được? Giáp ba cái năng lực thức tỉnh mà đi khoe khoang khắp nơi, vênh váo ngông cuồng, đấu với chủ thượng chúng tôi còn chẳng đỡ nổi một chiêu, còn dám xâm chiếm Hoa Quốc à? Gan to hơn trời. Đúng thế, ông còn dám nhận một người ngoài làm chủ. Cái hành vi nhận giặc làm chủ này có bắt ông chết ngàn lần cũng không đủ. Ha ha ha, thần vương Bắc Hương sao có thể đánh lại Đông Vương được? Ba kẻ ngu ngốc này. Đông Vương là thần đấy. Ồ, vậy thần lực của Đông Vương mấy người, có thể gọi cái này ra không? Giơ tay lên là có thể kêu gọi sóng xe gọi gió. Chẳng lẽ anh cũng là người thức tỉnh thiên thần chuyển thế ư? Đúng thế, thần lực của sư phụ mạnh hơn Đông Vương gì đó nhiều. Đúng thế. Xếp Hoa, tên phế vật chiến thiên thần đó bị cô đánh chết rồi. Tốt quá rồi. Ha ha ha, tôi biết ngay, có thể trở thành đại tướng của Đông Vương, thực lực không thể tầm thường được. Tên phế vật chiến thiên thần đó còn dám phản kháng mấy người, đúng là chán sống. Ông cút đi im mồm. Hả? Chiến thần, chẳng lẽ thần vương Bắc Hương đến rồi à? Mở to mắt chó của ông ra, đây là ai? Chiến thiên thần, cậu chưa chết à? Chủ thượng, nên xử lý kẻ này thế nào đây? Chủ thượng, cậu là thần vương Bắc Hương ư? Ha ha ha, không thể nào, không thể nào, mấy người nhầm rồi. Cậu ta chỉ là một kẻ bị nhà họ Chiến bỏ rơi mà thôi, vô dụng lắm. Sao cậu ta có thể là thần vương Bắc Hương được? Ngài ấy chính là sư phụ của tôi, ông lại dám mạo phạm ngài à? Chán sống ư? Có phải nhà họ Lưu đã nâng nhiều vào Shirahoshi không? Vâng. Sư tử, cả gia tộc bị đẩy ra khỏi nước. Chiến thiên thần, không, không, thần vương Bắc Hương, tôi sai rồi, tôi có mắt không tròng, tôi xin cậu. Xin cậu tha cho tôi nhất định sẽ làm trâu làm ngựa cho cậu. Ông là cái thá gì mà cũng xứng làm trâu ngựa cho sư phụ tôi? Đưa đi. Tha cho tôi đi. Tha cho tôi đi thần vương Bắc Hương. Bọn họ, lăng trì sư tử. Á, tay. Tay của tôi, gân tay của tôi, gân tay của tôi. Mấy người không thể xử tử tôi. Tôi là người của Đông Vương, tôi là ác quỷ nổi danh lẫy lừng đấy. Mấy người không thể giết tôi. Tôi không thể chết được, mình vẫn còn vũ khí cuối cùng. Dù là người đàn ông mạnh mẽ nhất cũng cần phụ nữ để phát tiết. Đúng. Thần Vương, cô rất biết lợi dụng ưu thế của mình, nhưng bổn thần Vương ghét nhất là loại phụ nữ này. Đừng, đừng giết tôi. Đông Vương rất tin tưởng tôi có thể ở bên ông ta làm việc cho anh. Đừng giết tôi. Không cần, tôi biết sai thật rồi. Tôi không nên ăn cây táo rào cây sung, giúp đỡ người ngoài, bắt nạt người Hoa Quốc. Cho tôi một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm đi. Tôi xin anh đấy, Phượng Quyền. Đưa đi. Đi. Vạn Triệu, có thuộc hạ xử lý những người ở đây, kiểm tra nơi này. Rõ. Gia chủ đã điều tra rõ thân phận của Chiến Thiên Thần rồi. Nói, lúc ở Vân Thành, Phượng Quyền Chiến Thần và Tài Hầu đều từng giúp Chiến Thiên Thần. Chiến Thiên Thần đúng là thuộc hạ của thần vương Bắc Hương, chức quyền nằm dưới ba người Phượng Quyền. Thằng con phế vật này của tôi từng bị đánh đến mức thoi thóp, không ngờ hôm nay nó lại thành công như thế. Cậu tìm nó rồi nói với nó, nếu nó chịu giúp tôi móc nối với thần vương Bắc Hương, tôi sẽ cho nó về nhà họ Chiến. Nhưng trước đó anh ta bị đuổi khỏi gia tộc, giờ đây liệu có chịu về không? Tuy nó giúp thần vương Bắc Hương làm việc, nhưng dù gì nó cũng chỉ trong giới trung lưu thời buổi này, không có một thân phận đàng hoàng. Cho dù nó có thành công thế nào đi nữa thì cũng chỉ là một người có thân phận thấp kém mà thôi. Nhà họ Chiến chịu cho nó thân phận đại thiếu gia thì đã là một ân đức lớn lao rồi. Nó nên cảm kích dư lệ mới đúng. Đi đi. Vâng. Không ngờ lại thoát được khỏi kết giới hóa thần. Thú vị đấy. Tiểu Bạch, lập tức tìm kiếm toàn thành phố, buộc phải bắt được Đông Vương Shirahoshi. Vâng, sư phụ.
chủ thượng, Shirahoshi đã bị thương nặng rồi, không thể gây ra sóng gió gì nữa. Vậy nếu điều tra ra Thế Gia giúp đỡ ông ta, thì nên xử lý thế nào? Chủ động giúp đỡ thì đẩy ra khỏi nước, bị ép buộc, uy hiếp thì cho bọn họ một cơ hội làm lại, tăng thêm thuế. Kẻ nào không nghe, đẩy ra nước ngoài. Rõ. Báo cáo thần vương có chuyện gì? Quản gia nhà họ Chiến truyền tin nói là ngày mai gia chủ nhà họ Chiến muốn gặp cậu. Trước kia vẫn luôn mải miết hoàn thành di nguyện của ông, xử lý chuyện của Đông Vương Shirahoshi, lại quên bén mất nhà họ Chiến. Giờ đây nhà họ Lâm đã giàu có lại, Đông Vương chạy trốn, thì tôi sẽ đi gặp nhà họ Chiến vậy. Đi thôi. Thả tôi ra, thả tôi ra. Anh có biết tôi là ai không? Đông Vương, tôi là con trưởng nhà họ Tiêu, Tiêu Phong. Trước kia ông từng dẫm lưng của tôi đấy. Tôi đánh giá cậu rất cao. Chỉ cần cậu có thể làm một chuyện giúp tôi, nhà họ Tiêu sẽ trở thành gia tộc có uy vọng lớn nhất Hoa Quốc. Còn cậu sẽ là một tướng đắc lực nhất của tôi. Đông Vương, ông cứ việc dặn dò. Tiêu Phong nhất định sẽ nghe theo lời ông. Sau hôm nay, cậu lặng lẽ dùng danh nghĩa của thần vương Bắc Hương mời toàn bộ gia tộc lớn của Hoa Quốc cho bọn họ thiệp mời, để bọn họ tụ tập tại hội trường thương hội. Nhưng không có sự kiện quan trọng gì, rất khó để các thế gia tham gia. Cậu cứ nói vợ của thần vương Bắc Hương muốn tổ chức tiệc sinh nhật, bảo bọn họ đến. Thần vương Bắc Hương có vợ ư? Lâm Nghiên. Sao nào, khó lắm hả? Không, tôi làm được. Đông Vương, khói độc đã chuẩn bị xong rồi. Thần vương Bắc Hương thần lực lớn mạnh, lại còn không có nhược điểm. Vậy tôi sẽ dùng người dân mà cậu bảo vệ để uy hiếp cậu. Để tôi xem, cậu có hy sinh cả mạng mình để cứu bọn họ không? Ha 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 ha. Nghiên Nhi, Nghiên Nhi, anh biết tối qua em rất hận anh, nhưng tối qua anh không muốn em bị Ngô Hạo bắt nạt. Em có thể tha cho anh không? Chiến Thiên Thần đâu? Sau khi em hôn mê tối qua, anh ta đã trốn rồi. Tôi biết ngay, anh ta chưa bao giờ là người có thể bảo vệ tôi. Vậy tối qua ai đã cứu tôi? Thần Vương Bắc Hương. Anh đang nói Thần Vương Bắc Hương đã cứu tôi ư? Đúng. Hôm nay anh cũng đến tìm em vì Thần Vương Bắc Hương đã dặn dò. Chuyện gì thế? Thần Vương Bắc Hương dặn bảo anh gửi thiệp mời cho các gia tộc lớn của Hoa Quốc để mọi người đi tham gia tiệc sinh nhật của ngài ấy, bảo em đóng giả làm vợ ngài ấy. Chỉ cần là Thần Vương Bắc Hương, tôi làm gì cũng được. Mấy người đợi ở bên ngoài, nghe tôi dặn rồi vào. Rõ. Bố gọi bọn con về là có chuyện gì sao? Bố chuẩn bị để Chiến Thiên Thần trở về nhà họ Chiến. Bố, Chiến Thiên Thần đã hại chết ông nội, lại không có năng lực, không xứng trở thành người nhà họ Chiến. Đúng thế, chủ tịch Chiến để Chiến Thiên Thần trở về nhà họ Chiến, hắn làm được cái gì chứ? Nấu ăn giặt đồ sao? Một bé ba như cô cũng dám nhúng tay vào nhà họ Chiến à? Đúng thế anh Chiến, Chiến Thiên Thần không có năng lực, nhưng phẩm còn không tốt, anh để cậu ta về nhà họ Chiến là bất công với con cháu trong nhà. Lão Lã, sao chú biết tôi không có năng lực nhưng phẩm không tốt thế? Chiến Thiên Thần, anh đến rồi. Chiến Thiên Thần, anh đừng hòng vào nhà họ Chiến. Bố, ra khỏi nhà họ Chiến ai giỏi mới được ở, một tên phế vật như hắn thì làm được gì ở nhà họ Chiến? Hay cho cậu ai giỏi mới được ở, với thực lực của tôi còn không thèm ở nhà họ Chiến đâu. Chiến Thiên Thần, lần trước cậu bỏ trốn ở buổi triển lãm suýt nữa đã hại các thế gia ở Hoa Quốc, cậu còn dám khoác lác ở đây à? Đúng là mặt dày. Chiến lão gia, tôi không muốn nghe bọn họ lắm mồm. Hôm nay ông gọi tôi đến có việc gì cứ nói thẳng đi, tôi sẽ tính món nợ của chúng ta ngày trước luôn. Được rồi, tao đã điều tra rõ, mày đang làm việc cho Thần Vương Bắc Cương rồi. Chỉ cần mày giúp bọn tao liên lạc với Thần Vương Bắc Cương, tao sẽ cho mày về nhà họ Chiến làm đại thiếu gia. Cái gì? Bố, hắn mà cũng có thể làm cấp dưới của Thần Vương Bắc Cương ư? Bố không nhầm chứ? Đúng thế anh Chiến, Chiến Thiên Thần cũng chỉ giỏi đánh đấm chút thôi, nhưng trên đời này có đầy người biết võ công, dựa vào đâu mà Thần Vương Bắc Cương lại chọn cậu ta? Sếp Chiến, có phải ông đã bị lừa bởi cái vẻ hào nhoáng của Chiến Thiên Thần rồi không? Loại đàn ông như anh ta làm tay sai cho người ta còn chẳng ai cần. Tôi có thể trở về nhà họ Chiến, nhưng cậu ta phải chết. Không thể nào. Phủ Nhi là hạt giống tốt mà gần trăm năm qua nhà họ Chiến ta mới đào tạo ra được, tương lai nó còn phải thay tao làm gia chủ nhà họ Chiến. Còn mày, nếu mày có thể giúp tao liên lạc với Thần Vương Bắc Cương, tao sẽ cho mày làm giám đốc điều hành công ty con. Cháu trai, cho dù là giám đốc điều hành của công ty con cũng phải dựa vào năng lực. Có lẽ nó chỉ làm tay sai cho Thần Vương Bắc Cương thôi, e là nó không gánh vác nổi vị trí giám đốc điều hành đâu. Bà nội, bà già cả nên hồ đồ rồi. Chiến Thiên Thần không như bà nghĩ đâu. Vậy thì để nó làm người quản lý đồ điền bỏ hoang của nhà họ Chiến đi. Tôi từ chối. Để mày trở về nhà họ Chiến đã là quá nhượng bộ rồi. Nếu không phải nể tình mày làm việc cho Thần Vương Bắc Hương thì mày còn không đủ tư cách để bước vào cửa nhà này. Hồ chi hắn còn hại chết ông nội, muốn vào nhà họ Chiến thì phải chịu ra pháp đã. Thế thì mới có thể an ủi linh hồn của ông nội trên trời. Được, Phủ Nhi nói đúng, mày muốn về nhà họ Chiến thì phải chịu ra pháp đã. Người đâu? Thiên Thần, mày chỉ cần có thể chịu được 80 nhát roi thì nhà họ Chiến sẽ dốc hết sức cứu chữa mày. 80 roi ư? Anh ấy mất mạng mất, đó là do hắn không có năng lực. Người không có năng lực ở nhà họ Chiến cũng vô dụng, chẳng thà chết đi còn ngây ra đó làm gì. Ra tay,
Được rồi, tôi cũng chơi đủ rồi. Hôm nay tôi đến là để lấy mạng chiến phủ. Chiến thiên thần, mày ngang nhiên làm trái ý tao, còn muốn lấy mạng của phủ nhi. Tao cho mày biết, đừng tưởng mày làm việc cho thần vương Bắc Cương là tao không dám làm gì mày. Chiến phủ, cậu giết ông nội còn hãm hại tôi, hôm nay đến lúc trả nợ rồi. Gia chủ, thần vương Bắc Cương gửi thiệp mời đến người nhà họ Chiến đến hội trường thương hội tham gia tiệc sinh nhật vợ ngài ấy. Thần vương Bắc Cương ư? Cuối cùng tao cũng liên lạc được với thần vương Bắc Cương rồi. Chiến thiên thần, mày đã hết giá trị rồi. Tao cho mày biết, đợi đến khi tao trở về, tao vẫn sẽ dùng gia pháp với mày. Mình còn ở đây, ai làm giả thiệp mời đây? Đông Vương Shirahoshi. Chiến thiên thần, đứa bé này đi đâu thế? May mà hắn chạy nhanh, đến khi buổi tiệc kết thúc, con sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Không ngờ nhà họ Lã cũng nhận được thiệp mời. Ha ha ha, đây là phúc phận của cậu. Thần vương Bắc Hương bảo tôi đóng giả làm vợ ngài ấy, mời các thế gia Hoa Quốc. Rốt cuộc là vì sao? Là để dụ Đông Vương Shirahoshi ra. Đông Vương, khói độc đã được gài vào khắp nơi ngoài rành rồi, được lắm. Hôm nay tôi sẽ khiến thần vương Bắc Hương chết trong tay tôi. Cảm ơn các vị khách quý đã đến tham gia sinh nhật của vợ chủ thượng chúng tôi. Đây chính là vợ của chủ thượng, Lâm Nghiên. Không ngờ lại là tiệc sinh nhật của vợ thần vương Bắc Cương. Sao không thấy thần vương Bắc Cương và ba vị đại tướng đó đâu? Chồng của Lâm Nghiên không phải chiến thiên thần sao? Sao giờ lại thành vợ của người khác rồi? Bọn nó ly hôn rồi. Ồ, ý bà là thần vương Bắc Cương đã cưới một người từng kết hôn à? Tôi cũng rất thắc mắc. Chúng ta đã ly hôn khi nào thế, chiến thiên thần? Mong là anh tự biết thân biết phận. Đúng thế, anh vô tích sự, không được việc gì, còn là một tên phế vật không có gì trong tay. Đừng có dính lấy Nghiên Nhi, như một con cóc rẻ. Thằng mất dạy, mày còn dám đến đây hả? Mau cút đi cho tao. Lâm Nghiên chưa ly hôn mà tự dưng lại thành vợ người khác, còn cắm sừng anh ấy trước mặt bao người, xỉ nhục anh ấy như thế, tại sao không để anh ấy hỏi cho rõ? Tiểu Vũ, cho im đi. Nguyễn tiểu thư, cô và con trai tôi có hôn ước, nói đỡ cho một tên phế vật sẽ mất thân phận đó. Nguyễn tiểu thư nói đúng, tôi chưa ly hôn với chiến thiên thần, đã làm vợ của thần vương là lỗi của tôi, nhưng tôi không hối hận. Điều tôi hối hận là đã cứu anh ta, làm lỡ dở hạnh phúc cả đời của tôi. Em nói hối hận vì đã cứu anh đúng. Lâm Nghiên, anh tự thấy mình không tệ bạc với em. Nếu không có anh, gia chủ nhà họ Lâm hay Lâm thị giàu mạnh lại, em đều không thể làm được. Nực cười, vị trí gia chủ là chú hai tự nguyện nhường. Lâm thị giàu mạnh lại là Nghiên Nhi nhà tôi có năng lực, được quyền tướng đánh giá cao nên mới giàu mạnh lại. Liên quan gì đến cậu? Đúng thế. Cậu đó, đừng nói nhăng nói cuội ở đây nữa. Chiến thiên thần, tôi ghét nhất cái vẻ tự lừa mình dối người, nói dối quen thói của anh. Hôn nhân của chúng ta vốn chỉ là một trò cười. Tôi cần một người đàn ông có thể trở thành trụ cột, nhưng trong lòng tôi, anh không hề có tư cách. Mau đuổi tên phế vật này ra ngoài, nếu ảnh hưởng đến tiệc của thần vương Bắc Hương thì không hay đâu. Chiến thiên thần, ta nói cho mày biết, sau khi buổi tiệc này kết thúc, cái mạng của mày, mày tự kết liễu đi. Mấy người, im hết đi cho tôi. Nguyễn tiểu thư, thân phận cô tôn quý, tránh xa anh ta ra chút đi. Cái mạng rẻ tiền đó không đáng để cô nói đỡ cho anh ta đâu. Thần vương Bắc Cương để mình đóng giả làm vợ của ngài đấy, chứng tỏ ngài ấy có thiện cảm với mình phải nắm bắt cơ hội lần này, mau chóng ly hôn với chiến thiên thần để ở bên cạnh thần vương Bắc Cương, dù là một người hầu kẻ hạ. Chiến phủ, trước khi tôi xử lý Đông Vương Shirahoshi thì tôi sẽ xử lý cậu trước. Chiến thiên thần, chúng ta ly hôn đi, đừng bám lấy tôi nữa. Anh làm thế chỉ khiến tôi thấy càng buồn nôn hơn thôi. Tôi đã ký tên rồi, mong anh hãy mau ký đi. Tôi sẽ đền bù cho anh 1 triệu tệ. Từ nay về sau, chúng ta không liên quan đến nhau nữa. Chuẩn bị sẵn cả đơn ly hôn rồi à? Phượng Quyền, ra đây thu dọn đi. Chí tôn vô thượng, chiến sĩ Bắc Cương, bái kiến thần vương Bắc Cương. Hả? Thần vương Bắc Cương, sao có thể? Ngài ấy sẽ không trách chúng ta chứ? Tôi đã nói rồi, cô đừng hối hận. Tại sao anh lừa tôi? Tại sao lại lừa tôi? Cô nghĩ kỹ lại đi, tôi đã nói thân phận của tôi bao nhiêu lần, nhưng cô thì sao? Chưa từng tin tôi, thà nghe lời của mấy kẻ tiểu nhân trách móc tôi, chỉ vì tôi là kẻ bị nhà họ Chiến bỏ rơi. Cô cảm thấy cả đời này đều không có tích sự sao? Có thể trách tôi sao? Tôi là gia chủ nhà họ Lâm, phải khiến Lâm thị giàu mạnh lại, toàn bộ kinh tế và quyền lợi đều phải dựa vào một mình tôi tự kiếm. Lúc đó tôi thật sự không biết anh có thân phận thế nào, nên cô coi chuyện tham phú phụ bần là chuyện thường tình sao? Cô Lâm, cô đánh giá cao bản thân quá rồi đấy. Nếu không phải chủ thượng dặn dò cho nhà họ Lâm mấy người dự án 10 tỷ, cô tưởng những dự án về sau cô sẽ hợp tác với Lâm thị nữa sao? Lâm thị giàu mạnh trở lại, cô nghe thấy rồi chứ? Cái năng lực mà cô nói đều là do tôi ban cho. Tôi đã cứu nhà họ Lâm bao nhiêu lần, nhưng mấy người chưa từng nhớ. Nhưng nếu như cậu có thể chứng minh cậu là chúng tôi, im đi. Lúc sư phụ nói chuyện không đến lượt bà xen lời, cút. Lâm Nghiên,
tất cả những thứ của cô và nhà họ đều là do tôi cho. Những thứ mà mấy người cần để sinh tồn cũng đều là do tôi cho. Nhưng mấy người thì sao? Lòng tham không đáy. Tự cho mình là đúng. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không che chở cho nhà họ Lâm nữa. Mấy người tự sinh tự diệt đi. Là lỗi của tôi sao? Nhiên Nhi, là lỗi của tôi sao? Nhiên Nhi. Bọn tôi sai rồi. Tiểu Bạch, tôi không sai. Đưa Tiêu Phong và Chiến Phủ qua đây cho tôi. Vâng, sư phụ. Một kẻ giết người thân đoạt vị, hãm hại tôi. Một kẻ giúp đỡ người ngoài, sát hại người dân Hoa Quốc. Nói đi, mấy người muốn chết thế nào? Chiến Thiên, không. Thần Vương Bắc Hương, Tiêu Phong. Cậu bại trong tay tôi vô số lần, không cần cảm thấy đau khổ, vì tôi đã nói rồi. Địa vị, thân phận giữa hai ta là khoảng cách không thể vượt qua được. Tôi sai rồi, tôi sai rồi, lôi ra ngoài. Chém đi. Đây, chính là xếp tiêu thân phận tôn quý, việc gì cũng có thể làm của mấy người. Đây, chính là cậu con rể mà hai người chọn lựa kỹ lưỡng. Thiên thần to gan, gặp thần vương Bắc Hương lại dám bất kính như thế. Tham kiến, thần vương Bắc Hương. Chiến Mục, tôi gọi ông tiếng bố một lần cuối, ông hối hận không? Bố sai rồi. Xin hãy trách phạt, tôi chẳng thèm trách phạt ông. Lòng của người phàm không phải việc của tôi, giữ lại cái vị trí đại thiếu gia nhà họ Chiến bố thí cho người khác đi. Trong mắt tôi, nhà họ Chiến mấy người chỉ là hạng tôm tép mà thôi. Bây giờ, tôi có thể giết cậu ta rồi chứ? Nó giết người thân, giá họa cho con. Nó tội đáng muôn chết, đáng bị băm nhiều thân xác. Người đâu? Lôi cậu ta ra ngoài, ngũ mã phanh thây. Ngoài ra, những người ngấm ngầm theo phe Đông Vương Shirahoshi đầy ra nước ngoài, tự sinh tự diệt. Những người còn lại, mau chóng rời đi. Mấy người, còn không tạ ơn đi. Tạ ơn thần vương Bắc Hương. Tại sao? Tại sao? Tại sao anh lại là... Ha ha ha. Đúng là một vở kịch hay. Tiếc là, tất cả các người đều phải chết. Đông Vương Shirahoshi, ông có ý gì? Nơi này đã bị tôi bày bố khói độc rồi, người phàm chắc chắn sẽ chết. Khu Thanh Quyết tán vô dụng thôi, hai ta đều có thực lực, tiếc là thần lực của tôi có thể tạo ra khói độc, hơn nữa đây không phải khói độc bình thường. Ha ha ha. Lực của thiên thần, cậu ta là thần ư? Chiến thiên thần lại là người thức tỉnh, thiên thần chuyển thế trong truyền thuyết ư? Trong phổ tục có tổ tiên đã từng nhắc đến chuyện này, không ngờ lại là thật. Thần xa tận chân trời, lại gần ngay trước mắt. Không phải cậu vẫn luôn bảo vệ người dân của cậu sao? Được thôi, vậy cậu dùng thần lực để xử lý khói độc này đi. Nhưng mà cậu vẫn không cần đến 10 phút, mà trong vòng 10 phút này đủ để tôi giết cậu rồi. Tôi phải xem cậu có nữa dùng mạng của cậu cứu bọn họ không. Được, Vạn Triệu, mở cửa ra, mọi người đi đi. Vâng, sư phụ. Đừng, Chiến Thiên Thần. Đi thôi, mau, đừng ai hỏng thoát. Đuổi theo đi, mau lên, mau, mau. Chết tiệt, buông tay ra, không ca gì về nữa rồi. Không ngờ mình lại bại bởi một chiêu. Khu Thanh Quyết, thần giáng. Chiến Thiên Thần, em mới là người yêu anh nhất. Đừng nói nữa. Anh biết, nếu như em có thể sống sót, anh có thể cưới em không? Anh sẽ cưới em, nhưng anh sẽ không để em chết đâu.